Vương Phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 406, tứ hôn cho Tiêu Kiêu. Hoàng Thái Hậu nghe bà ta nói như vậy, trong lòng cũng có chút chua xót. Thật ra câu nói kia của bà ta không có gì hơn là muốn một lời cam đoan của bà ta, bởi vì, lão bát cũng sắp trở lại rồi. Tuy nhiên bà ta lại cố ý trốn tránh, điều này có phần trái ngược với những điều bà ta đã nói trước đó, cái gì cũng không tranh giành. Trang điểm hoàn tất, Hoàng Thái Hậu truyền gọi Tôn Công Công, viết xong ý chỉ chưa? Tôn Công Công cúi đầu, hồi Hoàng Thái Hậu, viết xong rồi ạ. Hoàng Thái Hậu nói, người đọc một lần cho ai ra nghe. Tôn Công Công ngơ ngác một chút, hiện tại tuyên đọc. Đúng vậy, đọc một chút, Hoàng Thái Hậu nói. Tôn Công Công đáp vâng, vậy nô tài đi lấy ý chỉ, dù sao sau đó người cũng phải tự mình đóng bảo ấn. Tôn Công Công quay người đi, vừa lấy được ý chỉ lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo, nhiếp chính vương giá lâm. Hoàng Thái Hậu liền giật mình, bây giờ không phải đang tảo triều à? Sao lại tới đây? Mộ Dung Khanh cười đi tới. Lúc nụ cười của hắn chạm đến Quý Thái Phi thì hơi thu liễm lại, mẫu hậu, nhi thần tới lấy ý chỉ của người. Ồ, Hoàng Thái Hậu kinh ngạc, lấy ngay bây giờ à? Không phải con còn phải thương nghị chính sự trước sao? Cứ ban ý chỉ xuống trước đã, ban ý chỉ xuống rồi thì người phía dưới cũng dễ làm việc hơn, dù sao thời gian cũng gấp rút nên chỉ cần chuẩn bị một ngày rưỡi là được. Hoàng Thái Hậu ngẫm lại cũng có đạo lý, liền nói với Tôn Công Công, lấy bảo ấn của ai ra tới đây? Tôn Công Công thở phào một hơi, lập tức đi lấy ấn đến, ông ta cố ý chỉ mở ra một chút còn phần còn lại thì che lấp đi. Hoàng Thái Hậu đóng bảo ấn xuống, lúc đang định xem qua một chút thì Mộ Dung Khanh lại bước nhanh đi lên cầm lấy ý chỉ, đám đại thần đều đang đợi nhi thần phải quay lại sớm một chút. Hoàng Thái Hậu nói, nếu ban bố ý chỉ trước thì ai ra sẽ đi cùng với con luôn. Mộ Dung Khanh nói, cũng được, đi thôi. Hoàng Thái Hậu quay đầu mời Quý Thái Phi, muội đi cùng với ta luôn chứ. Vẻ mặt Quý Thái Phi lạnh nhạt, muội muội không đi được. Đi đi, đi, Tráng Tráng cũng em chồng của muội mà, muội nên đi. Hoàng Thái Hậu bảo bà ta đi là có lòng muốn để bà ta tham dự vào việc của Hoàng gia, để bà ta có lòng cảm mến, đừng luôn coi mình là người ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tôn Công Công lo lắng nhìn Mộ Dung Khanh một chút. Nhưng Mộ Dung Khanh lại không hề nhìn ông ta giống như hắn không hề biết nội dung ý chỉ đã bị thay đổi. Lương Thụ Lâm là thống lĩnh của Đông Cung nên đương nhiên không thể tảo triều, nhưng hắn ta cũng mượn cớ đến tuần tra trước điện, chỉ chờ ý chỉ ban phát. Hôm qua Lương Thái Phó đã biết Hoàng Thái Hậu muốn khâm điểm Lương Thụ Lâm làm phò mã, trong đầu cũng có chút mong đợi, tối hôm qua cũng cố ý lấy lòng Lương Thụ Lâm, thái độ của Lương Thụ Lâm rất tốt, điều này khiến Thái Phó rất hài lòng. Đương nhiên Tiêu Hầu gia cũng biết hôm nay tảo triều sẽ ban phát ý chỉ tứ hôn Tráng Tráng với Lương Thụ Lâm, vốn hôm nay ông ta định mượn cớ bị bệnh không tảo triều nhưng cả đêm ngủ không ngon nên cuối cùng vẫn quyết định tới. Đã lựa chọn thì phải chấp nhận tất cả hậu quả của nó. Không có ai biết, ông ta ta thích trưởng công chúa như thế nào, nàng là một nữ tử vừa xinh đẹp lại còn thông minh cơ trí như vậy, nếu có thể gả cho Tiêu Kiêu thì đúng là chuyện may mắn của Tiêu gia. Thiên ý trêu người. Cho dù bọn họ có chết vì tình thì cũng không thể đến được với nhau. Đây mới là tàn khốc nhất. Ông ta thẹn với Tiêu Kiêu, những năm gần đây Tiêu Kiêu kiến công lập nghiệp khiến cho địa vị của Tiêu gia thêm vững chắc, với chiến công của hắn ta Tiêu gia càng thêm uy phong hiển hách, nhưng cho dù có nỗ lực như vậy thì người hắn ta muốn cũng không thể có được. Hoàng Thái Hậu đến, Quý Thái Phi đến, Nhiếp Chính Vương đến. Thái giám ti lễ trước điện cao giọng hô. Chuông tảo triều vang lên, từng tiếng, vang khắp kinh thành. Bách quan quỳ xuống, hô ba lần Thái Hậu Thiên Tuế. Về phần Nhiếp Chính Vương thì mặc dù tạm thay chức vụ của Hoàng đế nhưng lúc bách quan vào triều cũng không cần phải quỳ lạy, chỉ cần khom mình hành lễ. Sau khi hành lễ, Mộ Dung Khanh ngồi ở trên long ỷ, đảo mắt nhìn khắp đám người, lúc hắn không cười nhìn vô cùng nghiêm túc lạnh lùng, ánh mắt cũng rất sắc bén cho nên gần như không có ai dám trực tiếp chạm vào tầm mắt của hắn. Trước khi thảo luận chuyện chính sự trong buổi tảo triều ngày hôm nay, Hoàng Thái Hậu có chỉ ý muốn ban bố, trước tiên chư vị hãy tạm gác lại những chuyện cần bẩm lên để nghe ý chỉ của Hoàng Thái Hậu đã. Hoàng Thái Hậu nhìn văn võ bá quan, vẻ mặt uy nghi, chắc hẳn mọi người cũng biết rồi, công chúa đã đến tuổi lập gia đình, phải định ra hôn sự, bởi vậy nên mặc dù bây giờ nàng đang bị bệnh nhưng ai ra cảm thấy vẫn nên tìm phò mã cho nàng, lấy phu vận giúp đỡ, có lẽ công chúa có thể vượt qua một kiếp này. Có đại thần an ủi, Thái Hậu yên tâm đi. Công chúa đương nhiên là cát nhân thiên tướng. Đúng vậy,
có những lời chúc của chư vị đại nhân thì nàng sẽ từ từ khá hơn. Hoàng Thái Hậu nói. Hoàng Thái Hậu vẫy tay định để cho Tôn Công Công vào điện tuyên chỉ, nhưng Mộ Dung Khanh lại vượt lên trước một bước nói, ý chỉ này hãy để cho Ti Lễ Giám tuyên đọc đi. Hoàng Thái Hậu gật đầu, cũng đúng, nơi này là đại điện, để Ti Lễ Giám tuyên đi. Ti Lễ Giám Lý Công Công cầm ý chỉ tiến đến, tuyên đọc trước mặt mọi người, Huệ Đế có nữ, Trấn Quốc trưởng công chúa Mộ Dung Tráng Tráng, vừa xinh đẹp lại thông minh, dịu dàng đôn hậu, tướng mạo xuất chúng, lão thân nghe được. Lý Công Công tuyên đọc đến đây thì dừng lại, quay đầu nhìn Hoàng Thái Hậu một cái, vẻ mặt có chút do dự. Hoàng Thái Hậu không vui nói, nhanh tuyên đi. Lý Công Công vâng lời, rõ. Hắn ta tiếp tục tuyên đọc, lão thân có nghe trưởng tôn kỵ con vợ cả của Tiêu Hầu gia được Hoàng đế đích thân phong là đại tướng quân Tiêu Kiêu của Đại Chu, võ nghệ siêu phàm, văn võ song toàn, cùng công chúa càng là thanh mai trúc mã. Lão thân cùng nhiếp chính vương nghe ngóng thấy rất được, nay đặc biệt phong làm phò mã. Nghi lễ đại hôn giao cho lễ bộ cùng nội phủ xử lý. Phần ý chỉ này tuyên đọc đến chỗ đại tướng quân Tiêu Kiêu, Hoàng Thái Hậu đã biết xảy ra vấn đề, nhưng bà ta không thể ngăn cản Lý Công Công tuyên đọc xuống được nữa. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều tỏ ra nghi hoặc bởi vì trước khi tuyên đọc, mọi người đều đã biết người được chọn làm phò mã là Lương Thụ Lâm. Nhất là Quý Thái Phi, bà ta lập tức nhìn về phía Hoàng Thái Hậu, hạ giọng nói, xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là Lương Thụ Lâm sao? Sắc mặt Hoàng Thái Hậu có chút khó coi, nhưng cũng không giải thích được, chỉ nhìn Tiêu Hầu gia nói, Hầu gia còn không tiếp chỉ. Tiêu Hầu gia trần chờ rất lâu, sắc mặt xám trắng đi ra quỳ xuống, lão thần tiếp chỉ, lão thần khấu tạ hoàng ân. Sắc mặt Lương Thái Phó lạnh như băng, trong đáy lòng lại cười lạnh một tiếng, để xem bọn họ đùa nghịch hoa chiêu gì. Lương Thụ Lâm ở ngoài điện cũng đã được nghe tuyên đọc, hắn ta không ngờ sẽ là như vậy, vì sao lại là Tiêu Kiêu. Nhưng không phải hôm qua Hoàng Thái Hậu đã nói hắn là người được chọn làm phò mã hay sao? Sao mới qua một đêm, cái gì cũng thay đổi thế này? Lão Hiến Vương ra khỏi hàng, Hoàng Thái Hậu, Tiêu Kiêu đã có vợ cả, làm sao có thể cưới công chúa? Hoàng Thúc, Mộ Dung Khanh nói, Hàn Thanh Thu đã chết. Chết rồi nhưng nàng ta vẫn là phu nhân chính thất của Tiêu Kiêu, bài vị của nàng ta vẫn được đặt trước công chúa, cái này không hợp tôn ti. Lão Hiến Vương nói. Tráng Tráng là đường muội của Lão Hiến Vương, làm người của hoàng gia nên đương nhiên không nguyện ý để Trấn Quốc công chúa tôn quý sau khi chết còn phải xếp phía sau một nữ tử khác, tôn xưng nữ tử khác một tiếng tỷ tỷ. Mộ Dung Khanh cười nói, Hoàng Thúc không cần phải lo lắng, Hàn Thanh Thu đã sớm bị Tiêu Kiêu bỏ rồi. Hắn nhìn về phía Tiêu Hầu gia, đúng không? Hầu gia. Tiêu Hầu gia tay bưng lấy ý chỉ đang phát run, đúng vậy, Tiêu Kiêu đã bỏ Hàn Thanh Thu, bọn họ từ lâu đã không còn là phu thê nữa. Chỉ là vì hắn không muốn bị Hoàng Thái Hậu giáng tội nên mới không công khai việc này. Chuyện quái gì vậy, tại sao Tiêu Kiêu lại bỏ vợ? Vậy thư bỏ vợ đâu? Lão Hiến Vương hỏi. Lúc này Mộ Dung Khanh mới sai Tôn Công Công tiến đến, lấy thư bỏ vợ ra đưa cho Lão Hiến Vương, ngay trong đêm thành thân Tiêu Kiêu đã bỏ Hàn Thanh Thu rồi, cũng không phải Tiêu Kiêu chủ định kháng chỉ bất tuân mà là vì trong đêm đại hôn hắn đã nghe được Hàn Thanh Thu nói đến chuyện nha đầu thân cận giao chỉ của công chúa. Tiêu Kiêu mơ hồ nghe được Hàn Thanh Thu nói nàng ta đã giết giao chỉ, Tiêu Kiêu không muốn chung chăn gối với một hung thủ giết người nhưng lại khổ vì không có chứng cứ để kết tội Hàn Thanh Thu. Sau đó hắn ta xuất chinh nên đã tới xin nhờ bản vương thay hắn ta điều tra chuyện giao chỉ bị giết, lúc ấy bản vương còn nhỏ tuổi nên không để trong lòng, tận đến mấy tháng trước bản vương mới sai người đi điều tra, lại mang theo chứng cứ trực tiếp đến hỏi Hàn Thanh Thu. Hàn Thanh Thu biết tội ác của mình sớm muộn cũng bại lộ, nhất thời hoảng sợ cuối cùng đã sợ tội tự vẫn. Chương 407, Phản tướng. Lời giải thích như vậy không có chút nào không hợp lý, Tiêu Kiêu làm như vậy không chỉ hợp tình hợp lý mà còn hợp pháp. Nhưng mà chứng cứ đâu? Nhưng ai dám bảo Mộ Dung Khanh lấy chứng cứ ra? Nhìn cả triều đình này có ai dám chất vấn Mộ Dung Khanh ở ngay trên đại điện này? Khiêu chiến quyền uy của hắn. Ngày xưa Lương Thái Phó cũng dám nhưng bây giờ ông ta chỉ có thể giấu tài, thu liễm lại, cụp cái đuôi lại mà đối nhân xử thế. Chỉ mong người khác không tìm ông ta gây phiền phức là tốt lắm rồi chứ sao ông ta lại dám tới tìm Mộ Dung Khanh gây phiền phức. Hơn nữa chuyện này cũng không liên quan gì đến ông ta. Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng chuyện này đã xong rồi thì Quý Thái Phi lại mở miệng nói chuyện, nếu như Hàn Thanh Thu thật sự giết người thì Tiêu Kiêu bỏ nàng ta cũng không tính kháng chỉ có điều vụ án của giao chỉ điều tra như thế nào. Trước khi Hàn Thanh Thu tự vẫn có nhận tội không? Không nhận tội cũng có thể ép cung để nàng ta chịu tội. Chỉ cần chứng cứ đầy đủ là được,
nếu không mời vương gia đưa ra chứng cứ Hàn Thanh Thu giết người ở ngay trước mặt mọi người đi, như thế thì chuyện Tiêu đại tướng quân bỏ vợ sẽ hợp tình hợp lý, sau này cũng không có ai dám dị nghị nữa, nếu không công chúa gả đi mọi người sẽ xì xào ở sau lưng nàng, như vậy là không công bằng với công chúa. Mộ Dung Khanh nói, Quý Thái Phi nói có lý, theo như Tô Thanh điều tra thì chứng cứ phạm tội là có nhưng vẫn không đủ để định tội, cho nên bản vương định điều tra lại vụ án này. Bởi vì trước đây hình bộ đã điều tra nhưng không có kết quả nên bản vương định sai người khác đi xử lý. Không biết vương gia định cử ai đi xử lý vậy? Đây là một vụ án giết người, nếu không phải kinh sư nha môn thì chính là hình bộ, hoặc là vượt cấp bên trên là đại lý tự. Chỉ có điều cho dù là kinh sư nha môn hay là hình bộ hoặc là đại lý tự thì trước kia vẫn không điều tra ra được vụ án này, đúng là thất trách. Quý Thái Phi nói, ai mà không biết đại lý tự là người của hắn, để đại lý tự đi làm. Tùy tiện đưa ra một chứng cứ nào đó để lừa gạt người khác cũng không phải là không thể. Mộ Dung Khanh cười nhạt, không sai, cho nên bản vương cũng không định để đại lý tự đi làm, vừa hay Nam Hoài Vương cũng sắp tới kinh thành rồi, bản vương muốn đem án này giao lại cho Nam Hoài Vương điều tra và giải quyết. Một là Nam Hoài Vương có thể trì hoãn thời gian rời kinh để hắn và Quý Thái Phi đoàn tụ với nhau, thứ hai là bản vương cũng muốn nhìn xem, Nam Hoài Vương ở Nam Quốc nhiều năm như vậy đã học tập được những gì. Sắc mặt Quý Thái Phi trở nên rất khó coi, không ngờ hắn lại chờ bà ta ở chỗ này, âm mưu tính toán của kẻ này thật sự là không hề kém Thái Hoàng Hái Hậu. Nếu như hắn muốn thì giang sơn này vào trong tay hắn dễ như trở bàn tay. Nếu như án này đưa cho Nam Hoài Vương đi làm đúng là có thể để hắn ta ở lại kinh thành thêm mấy ngày nữa, nhưng bởi vì điều tra án nên mỗi lời nói hành động của hắn đều phải chịu giám thị, rất khó đơn độc làm việc. Hơn nữa lúc đầu vụ án này như thế nào trong lòng mọi người đều khá hiểu rõ, để Nam Hoài Vương đi điều tra cuối cùng kiểu gì cũng sẽ tra ra được nguyên nhân Tiêu Kiêu cưới Hàn Thanh Thu, cũng tra ra được chuyện liên quan đến Hoàng đế, nhưng nếu không tra, căn cứ theo chứng cứ mà Mộ Dung Khanh nói thì chắc chắn Hàn Thanh Thu có tội, đây cũng giống như là công nhận những lời hắn nói trên điện ngày hôm nay, trả lại sự trong sạch cho Tiêu Kiêu, hơn nữa còn có thể để Tiêu Kiêu cưới quỷ hồn Mộ Dung Tráng Tráng. Sau khi tuyên chỉ xong, Hoàng Thái Hậu và Quý Thái Phi đương nhiên phải rời đi. Trở lại hậu cung, Hoàng Thái Hậu giận không kềm được tát một cái vào mặt Tôn Công Công, ngươi thật to gan, lại dám sửa đổi ý chỉ của ai ra. Ngươi không cần cái đầu này nữa rồi đúng không? Tôn Công Công quỳ xuống dập đầu, nô tài có tội, xin Thái Hậu trách phạt. Đương nhiên là phải phạt ngươi rồi, ngươi nghĩ ai ra sủng ngươi nên không nỡ phạt ngươi sao? Lão Tổ Tông để ngươi ở bên cạnh hầu hạ ai ra chứ không phải để ngươi nghĩ kế lung tung. Quý Thái Phi lạnh lùng nói, ngay cả ý chỉ của Thái Hậu mà cũng dám tự mình sửa đổi, ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi đúng không, ỷ vào Lão Tổ Tông sủng ái ngươi mà gây tội. Nói xong, bà ta nói với Thái Hậu, tỷ tỷ, sửa đổi ý chỉ là tử tội, không thể nhân nhượng. Hoàng Thái Hậu thật sự rất tức giận nhưng cũng không nỡ chém giết ông ta, do dự một chút mới nói, được rồi, trước tiên kéo ra ngoài đánh 30 đại bản, đánh xong trở lại lãnh phạt. Rõ, thị vệ tuân lệnh. Kéo Tôn Công Công lên đi ra ngoài. Bên này vừa kéo ra ngoài thì Mộ Dung Khanh đã tới. Từ đã, lui ra đi, Mộ Dung Khanh nói. Rõ, thị vệ buông Tôn Công Công ra, thối lui hai bước. Hoàng Thái Hậu sắc mặt tái xanh, ngay cả chính sự mà ngươi cũng mặc kệ sao. Ngươi tới đây làm cái gì? Có phải muốn cứu mạng tên nô tài kia đúng không? Nếu đúng vậy thì ngươi cứ việc mang hắn ta đi, dù sao bây giờ ngươi cũng có tiền đồ rồi, trong mắt không có ai ra. Làm chuyện gì cũng không cần ai ra đồng ý nữa. Sao bà ta lại có thể không biết, xuyên tạc ý chỉ là ý của hắn, nếu không có cho Tôn Công Công lá gan to bằng vạc nước thì ông ta cũng không dám. Mộ Dung Khanh nhàn nhạt nhìn Quý Thái Phi một cái, Quý Thái Phi xuất cung đi thôi, bản vương có việc muốn nói cùng mẫu hậu. Quý Thái Phi ngồi bất động, nhàn nhạt đáp lại, vương gia có việc gì thì cứ nói, nếu vương gia đã gọi ai ra một tiếng Quý Thái Phi. Như vậy chuyện hậu cung ai ra cũng có thể hỏi đến và cũng có thể biết đến. Mộ Dung Khanh nói, chuyện hậu cung có thể hỏi đến nhưng chuyện bản vương muốn nói cùng mẫu hậu lại là lời nói giữa mẹ con với nhau, Quý Thái Phi không tiện ở đây. Quý Thái Phi bỗng nhiên đứng dậy, đáy mắt hiện lên tức giận, Mộ Dung Khanh, ngươi đủ rồi. Mẹ con, chẳng lẽ bọn họ không phải mẹ con sao? Hắn biết là ai sinh ra hắn không? Hoàng Thái Hậu thấy mẹ con hai người chuẩn bị khai hỏa. Cũng tạm thời thu liễm nộ khí lại, nói với Quý Thái Phi, muội đi về trước đi, ngày mai lại đến. Quý Thái Phi đưa tay sửa sang lại búi tóc, thu lại lửa giận ở đáy mắt,
thay vào đó là sự lạnh nhạt vốn có, nếu như vậy thì không trở ngại mẹ con vương gia nói chuyện nữa. Nói xong, lạnh lùng quay người mà đi. Lúc này vẻ mặt Mộ Dung Khanh mới hỏa hoãn, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu dịch sang một chút thì hắn lại chuyển tới một chút, cũng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào bà ta như vậy. Được rồi, dịch ra một chút đi, toàn thân ai ra đều là lửa nóng rồi. Hoàng Thái Hậu cả giận nói. Mộ Dung Khanh đứng dậy rót một chén nước, nào, hạ hỏa. Một chén nước mà đã muốn ai ra hạ hỏa, ngươi thật sự nghĩ là ai ra dễ lừa gạt đúng không? A Khanh, ngươi đừng tưởng cười đùa tí tửng là xong chuyện, ai ra rất tức giận, ngươi bảo ai ra phải đối mặt với Lương Thụ Lâm như thế nào đây, đứa nhỏ này, cực kỳ thành thật. Thành thật, Mộ Dung Khanh cười lạnh cắt ngang lời bà ta, mẫu hậu, hắn không hề thành thật chút nào. Hoàng Thái Hậu khẽ giật mình, nói thế nào? Hẳn là có nội tình khác. Mộ Dung Khanh nhìn bà ta, không tức giận nữa à? Tức giận thì vẫn tức giận nhưng ai ra cũng muốn nghe lý do của ngươi, cho dù là ngươi nói ra để dỗ dành ai ra. Hoàng Thái Hậu thở dài, thật sự là kiếp trước nợ hắn mà nên kiếp này tên chó chết này mới đến đòi nợ. Mộ Dung Khanh lại cười nói, cho ngài gặp một người, sau khi gặp rồi mà ngài còn tức giận thì cái đầu này của nhi thần cũng lấy xuống cho ngài luôn. Cút đi! Hoàng Thái Hậu đạp hắn một cước, gặp ai? Mộ Dung Khanh cất giọng nói, vào đi. Chỉ thấy một bóng người lắc lư đi vào cửa điện, Thương Mai nhanh chân tiến đến. Hoàng Thái Hậu khẽ nói, nghĩ gì vậy? Để nàng dâu của ngươi đến là ai ra sẽ không tức giận nữa à? Thương Mai cười nói, đương nhiên là con không có mặt mũi lớn như vậy không phải đâu, còn có một người ở phía sau kia à? Hoàng Thái Hậu chăm chú nhìn sang, quả thật ở sau lưng cô còn có một người đi theo nữa. Người kia đội mũ che màu vàng che đi diện mạo, sau khi nàng ta đi vào Thương Mai lập tức khép cửa lại. Đây là cô nương nhà ai vậy? Hoàng Thái Hậu thấy nàng ta đã đi vào điện rồi nhưng vẫn không cởi áo choàng xuống, liền có mấy phần không vui. Chương 408, Tráng Tráng. Chỉ thấy người tới chậm chậm cởi áo choàng ra, để lộ một gương mặt gầy gò tái nhợt. Hoàng Thái Hậu chấn động cả người, bỗng nhiên đứng lên, trời ạ, là ai ra hoa mắt sao? Bà ta lảo đảo bổ nhào qua, người tới một tay đỡ lấy bà ta, thuận thế liền ôm lấy. Lúc này Hoàng Thái Hậu mới có cảm giác chân thực, ôm chặt lấy nàng khóc nói, là cục cưng quý giá của ai ra đây mà. Mộ Dung Khanh cười tiến lên, được rồi, khóc cái gì chứ, cũng không thấy ghê tởm, tiểu cô không thể đứng lâu được, người vừa mời đi một đoạn, mau để người ngồi xuống đã. Không sai, người tới chính là vị đại trưởng công chúa nửa chết nửa sống Mộ Dung Tráng Tráng kia. Hoàng Thái Hậu vội vàng buông nàng ta ra, Thương Mai tiến lên đỡ nàng ngồi xuống, cứ ngồi xuống trước đã, nhưng không được phép kích động. Không sao đâu, Tráng Tráng thở hổn hển một hơi, đúng là thân thể của nàng ta suy yếu nhưng nghỉ ngơi hai ngày cũng tốt hơn rất nhiều rồi. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ngươi tỉnh lại từ lúc nào? Tại sao ai ra lại không được thông báo? Hoàng Thái Hậu lau khô nước mắt hỏi. Thương Mai nói, thực ra là hai ngày trước đã tìm được viên đại phu rồi. Còn âm thầm mua sừng huyết linh dương, có sừng huyết linh dương làm thuốc dẫn, ngay ngày hôm đó nàng đã tỉnh lại rồi. Chuyện từ hai ngày trước sao không thông báo cho ai ra? Hoàng Thái Hậu giận dữ. Mộ Dung Khanh trấn an nói, đương nhiên không thể nói ra chuyện này rồi, một khi nói ra thì tính mạng của tiểu cô vẫn sẽ gặp nguy hiểm, mẫu hậu à, ngài còn không biết sao. Lương Thụ Lâm chính là người mà Quý Thái Phi tiến cử, gia sản của bà ta ít hơn của tiểu cô. Nếu như bà ta biết được tin tiểu cô đã tỉnh lại thì sẽ bất chấp tất cả giết chết tiểu cô. Sao Lương Thụ Lâm lại do mẫu phi ngươi tiến cử được? Hoàng Thái Hậu khẽ giật mình, hắn ta do Thôi đại nhân tiến cử mà. Nguyên do trong đó cứ để Thương Mai từ từ nói cho người biết. Mộ Dung Khanh đem tất cả mọi chuyện cần thiết giao hết cho Thương Mai. Thương Mai trừng mắt liếc hắn một cái, đem chuyện Lương Thụ Lâm thu mua sát thủ tới ám sát Thôi đại nhân sau đó lại ra tay cứu giúp ông ta ra. Lại còn đem cả chuyện Lương Thụ Lâm cấu kết với Quý Thái Phi nói ra hết sạch, cuối cùng còn nói, ngay từ đầu chúng ta đã biết Quý Thái Phi cấu kết với Lương Thụ Lâm rồi, mục đích của Quý Thái Phi là muốn gia tài của công chúa đồng thời cũng lấy lý do công chúa xảy ra chuyện để ngài hạ chỉ truyền Nam Hoài Vương hồi kinh, kế hoạch hai bên đồng thời tiến hành. Chúng ta liền tương kế tự kế để bà ta nghĩ lầm là ngài sẽ thật sự chọn Lương Thụ Lâm làm phò mã khiến bà ta không có phòng bị, hôm nay lúc tuyên chỉ trên điện bà ta hoàn toàn không có thời gian cứu vãn. Đây cũng là lý do vì sao vương gia lại bảo tôn công công sửa chữa ý chỉ của ngài, nhất định chuyện này là vì muốn giấu giếm luôn cả ngài,
nếu không sợ là ngài sẽ lỡ miệng nói ra với Quý Thái Phi, nếu bà ta biết người được chọn làm phò mã là Tiêu Kiêu thì bà ta sẽ bất chấp tất cả mà phá hỏng mọi thứ. Nhất định sẽ phá hoại chuyện tốt kia, vì vậy chúng ta mới phải phí công nhọc sức như vậy, cho nên mặc dù vương gia lừa gạt ngài nhưng cũng là vì suy nghĩ cho đại cục, Thái hậu đừng trách hắn. Hoàng Thái hậu sửng sốt, nói như vậy là nàng ta vẫn chưa bỏ tâm tư kia. Bà ta chưa từng từ bỏ cũng sẽ không từ bỏ, Mộ Dung Khanh nói. Hoàng Thái hậu nhớ tới gần đây bà ta liên tục vào cung, thật ra không có gì tốt hơn là biết được suy tính của bà ta, từ đó có thể xác định kế hoạch của mình có thành công hay không. Hoàng Thái hậu không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh, lúc ấy đã thật sự nghĩ rằng bà ta sẽ sửa đổi, cho nên nếu như lúc ấy Hoàng Thái hậu biết kế hoạch của A Khanh thì thực sự cũng sẽ nói cho bà ta nghe. Hoàng Thái hậu không khỏi vừa thương tâm lại vừa tức giận, bà ta cứ ngoan cố không chịu yên phận như vậy, thật sự là khiến trái tim ai ra bị tổn thương. Tráng Tráng nói, Hoàng Tẩu, chuyện này không đáng để Tẩu tức giận, sau này bà ta nói cái gì thì Tẩu đừng tin bà ta là được rồi. Hoàng Thái hậu giữ chặt tay Tráng Tráng, rơi lệ nói, Tráng Tráng, lần này thật đúng là muội hù chết ai ra rồi, ai ra lớn tuổi rồi, không chịu được các ngươi ba lần bốn lượt giày vò như vậy nữa, sớm muộn sẽ phải đem cái mạng già này góp vào đó mất, muội không nghĩ cho người khác thì cũng phải nghĩ cho ai ra một chút, được không? Trong mắt Tráng Tráng rơm rớm nước, thật xin lỗi, Hoàng Tẩu, không phải ta cố ý muốn khiến Tẩu khổ sở. Hoàng Thái hậu ôm nàng, được rồi, đều qua hết rồi. Muội không có việc gì là tốt rồi. Thương Mai nói, đúng vậy, đều qua cả rồi, thật ra hôm nay công chúa có thể không vào cung nhưng nàng cứ kiên trì vào cung để ngài nhìn một chút đấy. Hoàng Thái hậu thở dài, nhìn gương mặt gầy gò của Tráng Tráng rồi lại nhớ tới những chuyện mà Hoàng đế đã làm với nàng kia, bà ta không khỏi lại thở dài, ai ra thay mặt Hoàng đế nói câu xin lỗi với muội. Tráng Tráng cười, cười đến mức chảy cả nước mắt, không liên quan đến Tẩu nên Tẩu không cần phải nói xin lỗi. Còn tâm tư của Hoàng đế ta biết, ta không trách hắn, có lẽ nếu như ta ngồi vào chỗ ngồi của hắn thì ta cũng sẽ làm như vậy. Muội thật sự nghĩ như vậy, Hoàng Thái hậu không tin nàng lại nhìn thoáng được như vậy vì dù sao quyết định này của Hoàng đế đã khiến nàng khổ sở 11 năm rồi. Người cầm quyền có rất nhiều thứ bất đắc dĩ, cũng không thể mềm lòng được, nếu như hắn nể tình thân giữa chúng ta mà bỏ mặc sự uy hiếp kia thì cũng không lý trí, hơn nữa Tiêu gia lớn như thế. Hầu gia và Tiêu Kiêu không có dã tâm nhưng chưa chắc những chi khác sẽ không có. Tráng Tráng nói. Thật ra trong lòng nàng ta không cho là như vậy, Tiêu gia vô cùng trung thành với triều đình mọi người đều biết rõ, nhưng chỉ có nghĩ như vậy thì trong lòng mới có thể thoải mái được một chút. Hơn nữa nàng biết là Tiêu gia sẽ không tạo phản là bởi vì trước kia nàng tiếp xúc với Tiêu gia rất nhiều, nhưng Hoàng đế không giống như vậy, đối với Hoàng đế mà nói thì Tiêu gia cũng giống như những gia tộc khác, nắm thực quyền trong tay. Binh lực dồi dào, cho nên có chỗ kiêng kỵ cũng là bình thường. Hoàng Thái hậu im lặng gật đầu, bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề, bà ta hỏi Mộ Dung Khanh, đúng rồi, mẫu phi ngươi. Bên phía Quý Thái phi có hành động gì không? Tráng Tráng tỉnh lại hai ngày rồi nhưng các ngươi vẫn án binh bất động, chờ tới tận hôm nay mới tuyên bố là bởi vì chỗ bà ta có động tĩnh gì sao? Hôm qua bà ta đã lấy hết ngân phiếu trong cửa hàng bạc quốc tư đổi ra bạc để mua sắm một lô binh khí. Lô binh khí này có giá trị không nhỏ, bà ta cũng không đủ bạc để thanh toán hết cho nên mới chỉ đặt cọc trước một phần. Mộ Dung Khanh thản nhiên nói. Hoàng Thái hậu trợn mắt trừng trừng, cho nên, bà ta tính toán là đợi sau khi Lương Thụ Lâm cưới Tráng Tráng rồi, lấy được gia tài của Tráng Tráng thì sẽ thanh toán số còn lại. Không sai. Hoàng Thái hậu cười lạnh, vậy lần này đúng là bà ta bị mất cả trì lẫn trải rồi. Thương Mai không khỏi nhướng mày, thật ra mục đích quan trọng nhất khiến chúng ta kéo dài thêm hai ngày chính là muốn ngài tứ hôn, vì tứ hôn cho bọn họ nên chúng ta cũng ngờ tới là hầu gia sẽ không đồng ý công khai thư bỏ vợ, cho nên biện pháp tốt nhất chính là khiến cho ông ta công khai thừa nhận thư bỏ vợ ngay ở trên triều, bây giờ ý chỉ đã hạ, ông ta cũng đã tiếp chỉ, tất cả cũng dễ làm rồi. Ông ta lo lắng rất nhiều, ai ra hiểu được, Hoàng Thái hậu nói. Mộ Dung Khanh nói, Tiêu Kiêu lo lắng, hầu gia lo lắng. Ngài lo lắng, tiểu cô cũng lo lắng nên mới có thể suýt chút nữa đã tạo ra bi kịch, bản vương ngược lại cảm thấy không có gì phải lo lắng cả, muốn cưới thì cưới, muốn gả thì gả, tất cả mọi chuyện đều có biện pháp giải quyết. Ngôn Tình sắc, bây giờ là như vậy, chẳng qua lúc đó Hàn Thanh Thu còn chưa chết. Hoàng Thái hậu nhìn Mộ Dung Khanh, Hàn Thanh Thu thật là sợ tội tự vẫn sao. Mộ Dung Khanh trầm mặc một chút, đúng vậy, đúng là nàng ta đã giết Giao Chỉ. Tiện nhân kia. Hoàng Thái hậu giận không kềm được, tự vẫn xem như tiện nghi cho nàng ta rồi,
nếu như rơi vào tay ai ra thì phải đem nàng đi lăng trì mới đáng. Hoàng Thái Hậu biết Tráng Tráng từng rất thương tâm vì cái chết của Giao Chỉ, nàng luôn luôn coi trọng những tình cảm này. Tráng Tráng không nói lời nào nhưng trên khuôn mặt nghiêm nghị có thêm mấy phần lạnh lùng, lúc trước nàng cũng đã nghi ngờ Hàn Thanh Thu nhưng lại không có chứng cứ, hơn nữa một phần cũng là vì không muốn dây dưa với hai người bọn họ. Bây giờ biết được là nàng ta giết Giao Chỉ, Tráng Tráng chỉ hận không thể tự tay giết chết nàng ta. Chương 409, uống canh. Bây giờ, thứ tất cả mọi người cố kỵ đều bị Mộ Dung Khanh đem hết lên trên mặt bàn, bất kể ai kiêng kỵ ai, ai sợ ai đều không quan trọng bởi vì ý chỉ tứ hôn đã hạ, cho dù Tiêu Kiêu sống hay chết thì Mộ Dung Tráng Tráng cũng là không phải hắn không lấy chồng. Vào ngày Tráng Tráng tỉnh lại, Thương Mai đã đem chuyện Tiêu Kiêu chết vì tình nói cho nàng ta. Tráng Tráng nghe xong chỉ cười nói trong nước mắt đúng một chữ, ngốc. Sau đó, nước mắt của nàng rơi liên tiếp, làm cách nào cũng không lau hết đi được nhưng cũng không nhắc một lời tới chuyện chết vì tình kia. Ai cũng không đề cập tới. Tình yêu của bọn họ đi đến một bước này, nếu như vẫn không thể ở bên nhau, vậy thì đúng là bi kịch. Thân thể Tráng Tráng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn cho nên không thể ở lâu trong cung, sau khi đưa ra khỏi cung trở lại phủ công chúa rồi. Thương Mai và Mộ Dung Khanh ngồi một lát liền trở về. Trên đường đi, Thương Mai hỏi Mộ Dung Khanh, vì sao người không để cả hai bọn họ cùng đi? Nếu như vậy sẽ không bị thế sự quấy nhiễu, có thể sống cuộc sống của mình thật tốt bao nhiêu. Ít nhất là cô rất khao khát cuộc sống như vậy. Mộ Dung Khanh liếc cô một cái, lý tưởng hóa, người sống ở trên đời thì phải đối mặt với đủ loại khó khăn trắc trở trong cuộc sống, Tráng Tráng sinh ra ở đây. Lớn lên ở nơi này thì tất nhiên cũng sẽ già đi ở đây chết ở đây. Đương nhiên sau này bọn họ có thể ra ngoài một chút nhưng cuối cùng vẫn phải trở về. Bọn họ yêu nhau là chuyện hai năm rõ mười tại sao lại phải tránh tại sao lại phải giấu. Hơn nữa tất cả thân bằng hảo hữu của Tráng Tráng đều ở kinh thành. Nàng cũng không phải loại người chỉ biết tình yêu không nặng hữu nghị thân tình. Làm sao nàng có thể bỏ được tất cả ở nơi này đây? Chỉ như vậy, không có nguyên nhân khác. Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh trầm mặc một chút. Còn có một cái nhưng không tính là lý do gì nên không đáng để nhắc tới, nghiêm chỉnh mà nói thì không được tính là lý do. Vậy người nói một chút xem cái lý do không được tính là lý do kia rốt cuộc là lý do gì? Thương Mai khó đọc hỏi. Mộ Dung Khanh lại trầm mặc một chút, Tiêu Kiêu là đại tướng quân. Thì sao? Chức trách của đại tướng quân chính là bảo vệ quốc gia, võ tướng của triều đại Chu không ít, thế ra quân đội cũng không ít nhưng bây giờ có thể trông cậy vào chỉ có một nhà Vũ An Hầu. Tiêu gia và Trần gia lão thái quân đã già không có khả năng xuất chinh được nữa, mặc dù 12 vị tướng quân của Trần gia dũng mãnh nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến, còn về Vũ An Hầu thì lập trường không rõ. Cho nên, lý do người nói không phải lý do chính là Tiêu Kiêu nhất định phải cùng chung trên một trận tuyến với người, đánh hay không không quan trọng, chỉ cần ngồi trên vị trí đại tướng quân của triều đại Chu là đã có thể hù dọa một số người rồi, đúng không? Đúng là như vậy không sai. Mỗi người đều có chức trách của mình, nàng cũng có. Hắn nhàn nhạt nhìn cô một cái, không phải nàng cũng đã chịu đựng cảnh sống trong quân y 8 năm hay sao? Trái tim Thương Mai đập thình thịch, sau đó cưỡng ép nở một nụ cười ngây ngô, tối nay chúng ta ăn cái gì? Lúc các người làm quân y buổi tối ăn cái gì? Thương Mai đưa tay đỡ lấy trán, ta hơi đau đầu, trở về phải nghỉ ngơi một chút, tối nay ta không ăn cơm. Đau đầu, không phải nàng là quân y sao? Tự mình chữa cho mình đi. Thương Mai giữ im lặng cũng không giả bộ nữa, nắm chặt lấy ngón tay tính toán xem làm như thế nào qua ải. Nếu lời nàng nói không phải sự thật thì cũng không cần nói, bản vương rất ghét dáng vẻ lúc nàng nói dối. Thương Mai trừng to mắt, ta nói dối lúc nào chứ? Lúc nào thì nàng không nói dối? Mộ Dung Khanh liếc mắt nhìn hỏi. Cái này, hình như cũng đúng. Được rồi, bỏ qua cái đề tài này đi. Đúng rồi. Hạ Lâm đi Hàn Sơn có lẽ hai ngày nữa sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta sẽ biết được tình hình của Tiêu Kiêu rồi. Thương Mai rời đề tài đi nói. Không cần lo lắng, An Nhiên Lão Vương gia có thể đem người đi thì chắc chắn có niềm tin, ông ta sẽ không mang một người chết đi đâu. Mộ Dung Khanh nói. Y thuật của vị Lão Vương gia này rất cao minh. Ông ta là truyền nhân của Ôn Yến. Ôn Yến, lại là Ôn Yến, Thương Mai thật sự cảm thấy Ôn Yến này rất truyền kỳ, nhất là quyển thuật châm cứu kia. Đoạn của cuốn sách kia được viết bằng chữ giản thể, có lẽ nàng thật sự cũng xuyên không tới đây ư. Không biết có thể bái phỏng một chút vị thần y Ôn Yến này hay không? Thương Mai hỏi. Khó lắm, nàng sống hay chết cũng không rõ, có lẽ hôm nào nàng thử hỏi Lão Vương gia một chút đi,
nếu như Ôn đại phu còn sống thì ông ta sẽ nói cho nàng. Ôn Yến, Thương Mai đọc đi đọc lại cái tên này, luôn cảm thấy rất quen thuộc. Mộ Dung Khanh thấy cô nhíu mày nhăn trán, nhân tiện nói, nàng cũng không cần phải xoắn suýt, nghe lão cửu nói An Nhiên lão vương gia có lòng thu nàng làm truyền nhân của thuật châm cứu, nếu như Ôn Yến đại phu thật sự còn ở đó thì nàng nhất định có thể gặp được. Hắn ta thật sự từng nói như vậy. Thương Mai kích động, đối với y thuật cô rất là cố chấp, mặc dù cô đã học qua trung y với Lâm giáo sư, cũng học qua châm cứu nhưng thuật châm cứu rất thần kỳ, cô hy vọng mình có thể học được cái này, mặc dù đọc sách có thể hiểu nhưng vẫn không thể hiểu rõ tinh túy của nó, nếu có thầy dạy thì thật sự sẽ rất khác nhau. Đúng vậy, từng nói qua. Quá tốt rồi, Thương Mai vui vẻ nói. Mộ Dung Khanh nhìn ý vui mừng trên mặt cô, nói cho nên mỗi người đều có chức trách và sứ mệnh của mình, nàng có, bản vương có, Tiêu Kiêu cũng có, lần này nàng đã hiểu được vì sao bọn họ không thể đi rồi chứ. Ở lại đối mặt với sự nghi kỵ của Hoàng thượng có lẽ rất khó, nhưng làm người đều gian nan như thế. Mộ Dung Khanh lập tức biến thành cố vấn cuộc đời, thân phận này hoán đổi nhanh chóng như vậy khiến Thương Mai không quen, cô cười nói, được, xin thụ giáo, Mộ Dung phu tử. Mộ Dung Khanh kiêu ngạo nói, nàng khoan hãy nói, bản vương thật sự là văn võ song toàn, gánh được xưng hô phu tử thế này. Thương Mai bật cười, con khổng tước này thật kiêu ngạo. Trở lại phủ, liền nhận được thiếp mời của Trần gia đưa tới. Vị lão thái thái của Trần gia kia tới, ngày mai muốn thiết yến khoản đãi thân bằng hảo hữu nên đương nhiên Thương Mai và Mộ Dung Khanh cũng được mời. Thương Mai nói, vừa đúng lúc, cũng để công chúa có mặt, để mọi người đều biết nàng tốt. Mộ Dung Khanh nhíu mày, bản vương không muốn đi, nếu không nàng tự đi một mình đi. Thương Mai biết hắn luôn luôn không thích tham dự các buổi yến hội, nhưng Trần Thái Quân bên kia đã giúp mình rất nhiều, còn thành tâm mời, hắn không đi chính là không nể mặt. Đi đi, một mình ta đi nhàm chán cỡ nào chứ? Cùng lắm là chúng ta ăn cơm xong sẽ đi luôn. Mộ Dung Khanh không lên tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn là không muốn đi. Thương Mai bò tới trên người hắn. Hai tay ôm lấy cổ hắn, đi đi mà, từ sau khi chúng ta thành thân đã phát sinh rất nhiều chuyện, lần này vừa hay để chúng ta buông lỏng một chút, người nghĩ xem, yến tiệc Trần gia đãi khách có thể thiếu rượu ngon sao? Mộ Dung Khanh rất xoắn xuýt, đang lung lay giữa chuyện đi hay không đi, rượu, Trần Lão Thái Thái, rượu, Trần Lão Thái Thái. Được rồi, ta đi cùng nàng, cuối cùng thì con sâu rượu cũng chiến thắng, mặc dù trong lòng hắn đang thống mạ mình vết thương liền sẹo đã quên đau. Hắn đẩy Thương Mai ra đứng lên, nói, nàng nên uống canh rồi. Không muốn uống, Thương Mai chán ghét cau mày. Không uống thì cũng phải cố mà uống hết. Mộ Dung Khanh ghét bỏ nhìn vào trước ngực cô, đã như vậy mà còn không muốn uống canh. Toa thuốc này là bản vương cố ý hỏi viện phán cầm, có chỗ tốt với nàng. Người uống đi, cũng có chỗ tốt với người đó. Được, bản vương uống cùng nàng, được chưa? Mộ Dung Khanh nói, mama, mang canh lên. Chương 410, yến tiệc Trần phủ. Bên này Thương Mai huyên náo hoạt sắc sinh hương, nhưng bên chỗ Quý Thái Phi thì lại trải đầy khói bụi. Nam Hoài Vương vẻ mặt u ám trở về, sau khi đi vào đặt mông ngồi xuống cũng không nói chuyện, chỉ phụng phịu một mình. Quý Thái Phi biết hắn tức giận cái gì, thản nhiên nói, chỉ cần lấy lại tiền đặt cọc là được, lô này không lấy được thì chúng ta chờ lô sau. Làm sao có thể lấy lại tiền được, những người kia thu gấp đôi rồi trả lại tiền đặt cọc của Vũ Lâm Minh. Bây giờ chúng ta không lấy lô cung nỏ kia nhưng vẫn bắt chúng ta trả gấp đôi tiền đặt cọc, bản vương đã nói rồi, trước hết cứ chờ thêm đã, khi nào việc này chắc chắn rồi thì hắn tìm bọn họ, bây giờ thì tốt rồi, tự nhiên thua lỗ một số bạc lớn. Nam Hoài Vương oán khí 10 phần nói. Quý Thái Phi cực kỳ tức giận, ai biết hắn lưu lại một chiêu như thế. Chuyện này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, bỗng nhiên lại xuất hiện một cái thư bỏ vợ, sửa lại người được chọn, còn bắt con đi điều tra vụ án của Giao Chỉ. Hắn đâu phải người dễ đối phó như vậy, nếu như thật sự ngu xuẩn như vậy thì nhi tử sao lại không thể hồi kinh nhiều năm như thế chứ, chắc là chuyện người kết minh với Lương Thụ Lâm sớm đã bị hắn biết rồi, chuyện Lương Thụ Lâm cứu Thôi đại nhân chỉ cần điều tra qua là biết, chỉ sợ bây giờ cũng bẩm báo cho Hoàng Thái Hậu rồi đi. Quý Thái Phi trầm mặc một chút, đáy mắt sinh ra oán hận, không phải ai ra đánh giá thấp hắn mà là ai ra cho rằng ít nhiều gì thì hắn cũng sẽ nhớ đến thân tình mẹ con. Cho dù hắn có biết ai ra kết minh với Lương Thụ Lâm thì cùng lắm cũng chỉ ở đó thu lợi thôi, ai nghĩ là hắn lại trực tiếp chặt đứt đường lui, hắn đúng là điên rồi, bản thân không có ý định làm hoàng đế thì vì sao lại không để cho con làm, hắn liều mạng như vậy không phải vì ngôi vị đế vương, cũng không phải vì tiền tài,
vậy rốt cuộc là vì cái gì? Mẫu phi suy nghĩ đúng là ngây thơ, người còn muốn giết hắn thì sao hắn lại có thể nhớ đến tình thân mẹ được chứ? Trái tim hắn được làm bằng đá nên sẽ không mềm lòng đối với bất kỳ người nào đâu. Hắn đối với Hạ Thương Mai cũng không tệ, Quý Thái Phi suy nghĩ một chút, còn cảm thấy Hạ Thương Mai thế nào? Có thể lôi kéo về tay được không? Ai ra cũng không tin nàng ta không muốn làm hoàng hậu. Nam Hoài Vương cười lạnh, lời này mẫu hậu hỏi nhi thần có thỏa đáng không? Nếu như người hợp tác với Hạ Thương Mai thì người làm hoàng đế chính là Mộ Dung Khanh rồi, nhi thần còn có tác dụng gì nữa? Quý Thái Phi tự biết mình lỡ lời, lời này cũng không nên nói ở ngay trước mặt hắn, nhưng ý niệm này đã gieo xuống rồi liền không ngừng bám rễ sinh trồi. Hạ Thương Mai này bà ta đã từng quan sát qua, là người thực dụng, người nàng ta kết giao không phải phú thì cũng quý, Hồ Hạnh Nhi, Mộ Dung Tráng Tráng, Trần Loan Loan, Nhu Nhi, hơn nữa ngày đó nàng ta không gả cho Lương Vương có lẽ là vì biết Lương Vương ngang ngược, nguyên nhân khác là bởi vì Lương Vương không có thực quyền gì. Chỉ tới khi nói là tứ hôn cho Mộ Dung Khanh, nàng ta lại hấp tấp đồng ý, nói nàng ta không có dã tâm ư. Không thể nào. Bà ta an ủi Nam Hoài Vương, đương nhiên mẫu phi không thể tìm Hạ Thương Mai được rồi, dù sao trước kia mẫu phi đã xuống tay với nàng ta cũng hận mẫu phi thấu xương, nhưng chúng ta có thể lợi dụng thủ đoạn của người này một chút, con người ấy mà, luôn có đồ vật mình yêu thích, không phải tiền thì chính là quyền, bây giờ nàng ta có quyền nhưng lại không có nhiều tiền. Hơn nữa con nhìn nàng ta kết giao với Hồ Hạnh Nhi, công chúa, Trần gia, đều là nhà có tiền, cho nên, có lẽ đây sẽ là một bước đột phá. Mẫu phi, ngài nghĩ quá đơn giản rồi, Hạ Thương Mai không thể thu mua được, giữa nàng ta và Mộ Dung Khanh chắc chắn là có cảm tình. Tình cảm cũng có cái giá của nó, lại nói, thời gian bọn họ thật sự ở bên nhau cũng không nhiều, sao có thể có tình cảm được. Quý Thái Phi chưa từng tin cái gọi là tình cảm. Cả một đời người không thể nào chỉ theo đuổi tình cảm mà không theo đuổi những thứ quan trọng khác, hơn nữa nếu nàng ta là người thông minh thì sẽ biết Mộ Dung Khanh không có ý định làm hoàng đế. Hắn hiện tại cây to đón gió, đắc tội với rất nhiều người, nếu không có được chỗ tốt thì làm sao nàng ta lại ở lại tới tận bây giờ. Quyền là tạm thời, chỉ có cầm bạc ở trong tay mới là thực tế. Bây giờ chúng ta lấy bạc ở đâu ra để thu mua nàng ta? Tiêu Kiêu sinh tử chưa rõ. Nếu như Tiêu Kiêu chết rồi thì gia tài của Tráng Tráng sẽ rơi vào trong tay Tiêu gia, bây giờ Mộ Dung Khanh vẫn còn nắm quyền, hắn có thể hạ chỉ thu tất cả gia tài của Tráng Tráng vào quốc khố, đương nhiên cũng không phải thu tất cả vào quốc khố, Hạ Thương Mai có thể động tay chân. Mộ Dung Khanh sẽ nghe Hạ Thương Mai sao? Nam Hoài Vương cảm thấy việc này không làm được, hắn ta không giống như Quý Thái Phi suy nghĩ bất kỳ chuyện gì cũng theo thói quen của bà ta, người nào cũng có thể bị thu mua. Người như Mộ Dung Khanh không hề muốn cái gì gần như là không có, Hạ Thương Mai từ một nữ nhi không được sủng ái ở tướng phủ leo lên đến vị trí vương phi của Nhiếp Chính Vương như bây giờ, nhất định cũng dùng không ít thủ đoạn, nàng ta là người thực dụng. Chỉ cần là người thực dụng thì sẽ có nhược điểm, nắm lấy nhược điểm này là có thể trắng trợn lợi dụng. Điểm này bà ta đã học được từ trên người Hoàng Thái Hậu, năm đó Hoàng Thái Hậu hiểu dụ sáu cung, phàm là người tranh đoạt thì đầu tiên phải có bản lĩnh này. Không có bản lĩnh này thì phải biết cách giấu nhược điểm của mình đi đừng để người khác lợi dụng, bởi vì chỉ cần là con người thì chắc chắn sẽ có nhược điểm, một khi bị người ta tóm lấy nhược điểm của mình thì sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Lúc ấy bà ta vẫn luôn nhớ kỹ câu nói này của Hoàng Thái Hậu, bà ta vẫn luôn che giấu dã tâm của mình nhất là ở trước mặt Hoàng Thái Hậu, bà ta cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cho dù bà ta có làm gì thì cặp mắt kia của Hoàng Thái Hậu vẫn sắc bén giống như là có thể nhìn thấu tâm tư người khác, bởi vậy cũng không thích bà ta. Trong lòng Nam Hoài Vương cảnh giác, hắn ta rất rõ ràng, thứ mẫu phi muốn chỉ là vị trí Hoàng Thái Hậu, bà ta muốn quyền thế, cho dù là hắn ta hay Mộ Dung Khanh ai làm Hoàng đế thì bà ta cũng không quan tâm. Nếu như Hạ Thương Mai bị bà ta thu nạp và thuyết phục thành công Mộ Dung Khanh tranh đoạt, như vậy, vận mệnh của mình cũng chấm dứt. Trần Lão Thái Thái mở tiệc chiêu đãi tân khách, cũng mời Quý Thái Phi, nhưng bà ta sẽ không đi. Bởi vì bà ta biết Trần gia không đáng tin để tiếp cận. Cũng không có giá trị lợi dụng nên bà ta sẽ không đi tiếp cận. Nhưng bà ta lại nghe được một tin tức, đại trưởng công chúa Mộ Dung Tráng Tráng cũng sẽ có mặt. Bà ta vô cùng kinh hãi, chất vấn A Phúc, không phải ngươi vẫn luôn sai người giám thị phủ công chúa sao? Vì sao nàng ta đã tỉnh lại rồi mà ngươi lại không biết? A Phúc cũng vô cùng oan ức, đúng vậy, Quý Thái Phi, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa rút người đi nhưng vẫn không biết nàng ta sống lại bằng cách nào. Phế vật, Quý Thái Phi chửi ầm lên, vậy trò hề trong cung ngày hôm nay nàng ta đều biết hết.
Ý tưởng thu mua Hạ Thương Mai vừa nảy sinh đã nhanh chóng bị dội tắt, bà ta không khỏi chán nản. Nhưng có lẽ như vậy lại tốt hơn, nếu như Mộ Dung Khanh quan tâm tới Hạ Thương Mai thì hắn nhất định sẽ nghe lọt lời nói của Hạ Thương Mai. Hạ Thương Mai bảo hắn tranh đoạt hoàng vị, cho dù hắn sẽ không đồng ý ngay lập tức nhưng cũng sẽ thận trọng cân nhắc, chỉ cần hắn nguyện ý suy nghĩ sâu xa, nguyện ý đi thử, một khi đã nếm thử sự ngon ngọt của quyền thế thì hắn sẽ muốn ngừng mà không được. Đây chính là lòng người. Hôm nay Trần Phủ rất náo nhiệt, lấy tên đẹp là mời tân khách ăn cơm nhưng thật ra là muốn thử phản ứng và cách xử lý của đám hạ nhân để chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Dù sao đối với Trần Phủ mà nói thì Loan Loan xuất giá là đại sự, đến lúc đó sẽ không thể xảy ra bất kỳ điều gì dù là sai lầm nhỏ nhất. Đương nhiên hôm nay cũng mời người của Tiêu gia tới, lúc Thương Mai và Mộ Dung Khanh đi vào, Lão Thái Thái đang nghiêm trang nói chuyện với Tiêu Hầu gia về chuyện lễ hỏi và của hồi môn. Ở hiện đại Thương Mai rất ít đi dự đám cưới nhưng cũng biết đây là một cuộc đấu sức giữa hai nhà chuẩn bị kết làm thông gia, một cuộc đấu liên quan tới tiền tài và địa vị. Nhưng cuộc nói chuyện kia lại làm cho Thương Mai mở rộng tầm mắt. Chương 411, Lão Cẩu và Nhị Khoát Tử. Lão Thái Thái mặc áo choàng đỏ thẫm ngồi trên từ đường, bà cụ xoay người, nói chuyện với hầu gia. Lão Thái Thái đã già lắm rồi, trên mặt đều là nếp nhăn, nhưng tóc lại cắm đầy châu báu. Cách ăn mặc cũng rất nổi bật, giống như hôm nay Lão Thái Thái sẽ là tân nương, chứ không phải là khách tới dự tiệc. Lễ hỏi cho chút ít là được rồi, cỡ 10 lượng thôi, về phần của hồi môn, Lão Thái Thái quay sang nhìn Trần Thái Quân, Lão Cẩu, nhà chúng ta có bao nhiêu bạc? Trần Thái Quân yêu tiền, đây là sự thật, mấy năm nay cũng kiếm được không ít tiền nhưng về lễ hỏi, bà ta không định nhún nhường, bởi vì của hồi môn đã không ít. Nghe Lão Thái Thái nói tầm 10 lượng, thiếu chút thì coi như bán lỗ. Mặt bà ta khó chịu, hơn nữa lúc nghe Lão Thái Thái kêu bà ta Lão Cẩu, mặt bà ta đã tái đi, nhưng ngại cấp bậc lễ nghĩa, bà ta vẫn cung kính trả lời, nhà chúng ta đông người, chi tiêu nhiều, mấy năm nay cũng không có dư giả gì, có lẽ có tầm, bà ta giơ một ngón tay lên, ý là 10 lượng lễ hỏi, thì cho của hồi môn 100 lượng là được rồi. Lão Thái Thái gật đầu, vui vẻ nói với hầu gia, của hồi môn, chúng tôi cho 1 vạn lượng. Trần Thái Quân kéo tay Lão Thái Thái, không. Lão Thái Thái, chúng ta chỉ có thể cho 10 vạn, Lão Thái Thái trợn tròn mắt, ngươi có nhiều bạc như vậy. Lão Cẩu ngươi cũng thật giỏi à, giấu được nhiều tiền thế. Thương Mai bật cười, thấy Thái Quân lườm mình, cô vội xoay người chôn đầu vào lòng Mộ Dung Khanh. Họ Mộ Dung Khanh giống như nghe quen rồi, không thấy buồn cười. Thương Mai nhẹ giọng hỏi, vì sao kêu Trần Thái Quân như vậy à? Dưỡng phụ của Thái Quân họ Cẩu. Ở quê Lão Thái Thái có một phong tục khi nữ tử thành thân, phải thêm một chữ lão trước họ, cũng như nàng, nếu bà ấy gọi nàng sẽ kêu lão hạ, gọi mẫu thân của nàng, là lão viên. Mộ Dung Khanh giải thích. Thương Mai á một tiếng, cái này cô biết, ở hiện đại cũng có một ít địa phương như vậy. Trần Thái Quân sao lại họ Cẩu? Không phải gọi họ Trần sao? Thương Mai nhớ rõ Trần Thái Quân họ Trần, lúc ấy còn hỏi quá nói vì cái gì vợ chồng đều họ Trần. Dưỡng phụ họ Cẩu. Sau này mới lấy họ của phụ thân thân sinh. Có dưỡng phụ lại có phụ thân thân sinh, nghe giống như người có câu chuyện vậy. Thương Mai nói. Mộ Dung Khanh cười thản nhiên, chuyện xưa của Trần Thái Quân. Nói 3 ngày 3 đêm cũng chưa hết. Bên phòng kế bên, chuyện lễ hội và hồi môn vẫn chưa rõ ràng, nhưng Tiêu Hầu gia vẫn chưa nói gì, vẫn là Trần Thái Quân đang nói với Lão Thái Thái. Cuối cùng, Lão Thái Thái bị bà ta chọc giận, vỗ bàn, Lão Cẩu, người dám chống đối ta sao? Ngươi cũng không phải không biết, Loan Loan của chúng ta có thể gả ra ngoài là chuyện may mắn, ngươi còn muốn bao nhiêu lễ hỏi. Cho thì cho đi, nhà chúng ta cho không nổi sao. Lão Thái Quân thấy Lão Thái Thái tức giận thì không dám nói nữa, vì Lão Thái Thái bắt đầu khó thở, sức khỏe Lão Thái Thái không tốt, một khi tức giận sẽ té xỉu, dù bà ta rất khó chịu nhưng phải nhịn. Tiêu Thác đụng đụng lưng Tiêu Hầu ra nói nhỏ, tổ phụ, cho nhiều chút, của hồi môn nhà bọn họ rất nhiều, có cả 18 ban vũ khí. Tiêu Hầu gia giận chừng mắt nhìn hắn ta một cái, có tiền đồ gì? Cút qua một bên. Tiêu Thác Oan ức đứng phía sau, ngập ngừng nói, bây giờ đại ca đều lấy công chúa, bạc nhiều, sao ông có thể keo kiệt như vậy? Cho nhiều chút thì làm sao? Cho nhiều cũng không ảnh hưởng gì tới ông. Thương Mai kéo Mộ Dung Khanh muốn ra ngoài, cô chưa từng thấy bản chuyện hôn sự như vậy bao giờ, tấu hài hay gì à? Vừa muốn đi ra, cô nghe được Lão Thái Thái giận dữ hỏi Lão Thái Quân. Người nói thật đi, bao nhiêu lễ hỏi? Đòi quá nhiều người ta không chịu thì sao? 10 lượng đồng ý không?
đồng ý thì ước định như vậy. Tiêu Hầu gia cũng hỏi lão thái quân, Trần thái quân, 10 lượng thật sự rất ít, bà muốn bao nhiêu lễ hỏi, bà cứ nói. Trần thái quân mở miệng, thở dài một tiếng, nhiều có cách làm nhiều, ít có cách làm ít. Vậy là bao nhiêu, cúi nhiều thì nhà chúng tôi không có, tổ phụ tôi tính toán chi ly, nhiều quá thì không cưới. Tiêu Thác không kiên nhẫn hỏi một câu. Trần thái quân trầm mặc một chút, được rồi, 10 lượng. Câu không cưới của Tiêu Thác, dọa bà ta, thật ra, lúc đầu bà ta cũng đồng ý, chỉ cần Tiêu Thác nguyện ý cưới Loan Loan. Loan Loan nghe nàng ta chỉ đáng giá 10 lượng bạc, rất tức giận. Nhưng, bản thân Tiêu Hầu gia cũng không phải người như vậy, cho dù, Tiêu Thác nói ông ta vắt cổ chảy ra nước, ông ta cũng không thể chỉ cho, 10 lượng. Cuối cùng tiền lễ hỏi quyết định là 1 vạn lượng, của hồi môn tùy ý. Lão Thái Thái không ngừng nói với Lão Thái Quân, thật là người tốt ha, đi nơi nào tìm đâu. Nếu là nhà khác, dù cho 1 vạn lượng cũng không muốn cháu gái người a. Người tới tham gia yến hội rất đông, thương nhân quan lại không ít hơn mấy trăm nhân, có thể thấy Lão Thái Quân quen biết rộng thế nào. Tráng Tráng tới trước khi yến hội bắt đầu gây nên một trận ồn ào, rất nhiều người vây lên hỏi han ân cần, Tráng Tráng cười yếu ớt đứng giữa đám người, Cầm Chi và Quỳnh Hoa bảo vệ nàng ta. Tiêu Hầu gia nhìn từ xa, ánh mắt phức tạp, Tráng Tráng thấy Tiêu Hầu gia, nét mặt cũng cứng đờ ra. Tiệc mà Trần gia tổ chức, không chia ra mỗi người một bàn, mà là 10 người cùng ngồi quanh bàn tròn, Thương Mai biết tiệc cưới hiện đại đều ngồi bàn tròn, nhưng lúc này thì chưa phổ biến. Đám Thương Mai, Mộ Dung Khanh, Tráng Tráng, Hồ Hạnh Nhi, Lương Thị, Nhu Giao, Lễ Thân Vương, An Thân Vương ngồi cùng một bàn gần Lão Thái Thái. Thương Mai chưa từng thấy Lão Cẩu, không. Trần Thái Quân nhẫn nhịn như vậy, bà ta muốn uống rượu, Lão Thái Thái liếc một cái, ngươi còn dám uống rượu. Lão Thái Quân nhắc tới thân phận Thái Quân với người khác, Lão Thái Thái liền liếc một cái, lễ phép của ngươi đâu. Lão Thái Quân cứ nhắc tên bà ta hoài mà bà ta còn phản bác không được, bà ta hôm nay thật là mất hết mặt mũi trước mặt bằng hữu và đồng liêu. Này Lão Thái Thái không cho Lão Thái Quân uống rượu, nhưng bà cụ tự rót cho mình 2 ly, còn tới các bàn kính rượu. Tới bàn của Thương Mai. Mộ Dung Khanh cúi đầu, muốn tránh Lão Thái Thái. Nhưng Lão Thái Thái liếc một cái đã thấy hắn, vui vẻ nói, nhị khoát tử đến rồi. Đến rồi sao không chào hỏi Lão Thái Thái ta đâu? Nhị khoát tử, Thương Mai ngạc nhiên hỏi Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh ho một tiếng, làm bộ không nghe thấy lời của Lão Thái Thái, giống như Lão Thái Thái không phải đang gọi hắn. Lão Thái Thái thấy hắn không trả lời, đi qua nắm lỗ tai hắn, tên nhóc này, Lão Thái Thái hỏi ngươi sao không trả lời. Tướng quân Trần Long thấy thế, vội nắm tay Lão Thái Thái, không thể làm vậy, đây là Nhiếp Chính Vương, không phải đã nói với người sao? Nhiếp Chính Vương không phải là nhị khoát tử sao? Lão Thái Thái thắc mắc, nhìn Mộ Dung Khanh, làm Nhiếp Chính Vương thì không nhận Lão Thái Thái. Lúc nhỏ không phải đi theo ta kiếm kẹo sao? Sắc mặt Mộ Dung Khanh khó chịu, trong lòng thì càng bực, sớm biết không nên ham rượu ngon của Trần Phủ, nhưng... Giờ mới kêu tên hiệu còn chưa nói mấy chuyện khác, phải nhanh chóng đuổi Lão Thái Thái đi. Nghĩ vậy, hắn đứng lên, bổn vương kính Lão Thái Thái 1 ly, chúc Lão Thái Thái phúc thọ an khang. Ngoan, ngoan, nét mặt Lão Thái Thái hớn hở, miệng móm không còn cái răng nào cười lên, nhìn rất tức cười. Chương 412, ta sẽ tốt với ngươi. Ai biết Lão Thái Thái uống rượu xong còn không đi, lại nheo mắt nhìn Thương Mai, nhà đầu xinh đẹp này là ai a? Lão Thái Thái, đây vương phi của Nhiếp Chính Vương, Trần Long giới thiệu. Vương phi của Nhiếp Chính Vương, kia không phải nương tử của nhị khoát tử sao? Lão Thái Thái ai một tiếng, nhìn chằm chằm Thương Mai, thật xinh đẹp, nương tử của nhị khoát tử a, còn họ gì a? Thương Mai nghĩ kêu lão hạ vẫn dễ nghe hơn nương tử của nhị khoát tử, vì vậy, cô đứng lên nói, Lão Thái Thái, con họ Hạ, ngài có thể kêu con Hạ Thương Mai hay là Thương Mai? Hy vọng đừng kêu lão Hạ. Nghe kêu vậy giống như già đi mấy tuổi. Tốt à, Lão Thái Thái cầm ki rượu, miệng cười như hố đen, nương tử của nhị khoát tử uống thêm vài ly đi. Thương Mai nhăn mặt, Lão Thái Thái uống thêm 1 ly với mọi người, rồi mới đi, bà ta đi rồi, cô khỉu Mộ Dung Khanh một cái, đều tại ngươi. Vẻ mặt của Mộ Dung Khanh cũng rất khó coi, hừ một tiếng uống rượu mặc kệ cô. Thương Mai hỏi, sao ngươi lại kêu nhị khoát tử a? Tráng Tráng ở bên kia cười nói, bởi vì năm hắn 7 tuổi, rơi từ trên cây trong Trần ra xuống, gãy 2 cái răng cửa, lúc đó nói chuyện sẽ bị gió luồn, Lão Thái Thái liền gọi hắn nhị khoát tử, nói là cách gọi của quê bà, không có răng cửa đều kêu nhị khoát tử.
Mộ Dung Khanh nghiêm mặt, đủ rồi, uống rượu uống rượu. Nhờ lão thái thái chọc mọi người nên yến hội rất ồn ào, náo nhiệt, lão thái thái thật sự rất vui tính, Thương Mai rất thích bà ta. Nhưng, lão thái quân và Mộ Dung Khanh thì không vui vẻ gì, nhất là lão thái quân, ở trước mặt lão thái thái, giống cô bé e thẹn, cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng không dám nói. Tiệc tối qua đi, hôn sự đã ước định xong. Hôn sự bàn xong thì vội vàng tiến hành. Ghế y không cần may gấp, vì Trần gia đã chuẩn bị giá y từ lâu. Hai nhà trao đổi mấy thứ danh mục như quà tặng và đồ cưới, Tiêu Thác thấy không có vũ khí ngày đó anh em Trần gia hứa, thì rất giận, trực tiếp chạy tới hỏi Trần gia. Những vũ khí này chỉ là mồi câu, không thể nào làm của hồi môn đưa qua hết, Tiêu Thác lấy lý do Trần gia có nhiều vũ khí như vậy cho hắn mười mấy cái thì có sao đâu, cắn chết không buông, không chịu đi. Tiêu Hầu gia nghe xong, sai người bắt hắn ta về. Lúc Tiêu Thác về còn giận dữ nói, nếu không cho hắn ta vũ khí thì sẽ không thành thân, Tiêu Hầu gia nóng giận, nói muốn đuổi hắn ta đi. Tiêu Thác cũng là người quật cường, lập tức muốn đi dọn đồ rời khỏi Hầu phủ, hắn ta luôn muốn vũ khí, hắn ta cảm thấy Hầu gia có thể tranh thủ cho hắn ta, nhưng ông ta không có. Tiêu Hầu gia nóng nảy nói, ngươi tên chết tiệt, ngươi không cần dọn đồ, đồ ngươi ăn, áo ngươi mặc đều là dùng bạc trong phủ. Bổng lộc của con hắn ta ngậm miệng. Bổng lộc hình như đều bị hắn ta tiêu hết, quả thật ăn mặc ở cửa hắn ta đều do phủ lo. Hắn ta nhìn láo lia khắp phòng, còn có mua đồ, dùng bổng lộc của mình, con mang đi, không để các ngươi hưởng lợi. Nhưng tìm khắp Hầu phủ, đều không có cái gì là hắn ta mua, nhưng lúc học nghề mộc trước đây, có làm cho nhà hai cái ghế dài. Không tiện nghi các ngươi, hắn ta thở hổn hển mỗi tay cầm một cái ghế, lại nhớ tới nồi sắt thuốc tử sa mua cho mẫu thân năm ngoái, cũng đi tới phòng bếp mang đi. Trong tay không có tiền, hắn ta chỉ có thể đi nương nhờ phe Mộ Dung Khanh. Nhưng Tiêu Hầu gia đã phái người thông báo các nhà trước, ai cũng không được thu lưu hắn ta. Hắn ta bị Thương Mai bị cô đuổi ngoài, hắn đi tìm Tô Thanh, Tô Thanh đóng cửa không gặp, đi công chúa phủ nói không thể thu lưu nam quyến, đi tìm Lương Vương, ý nhi đồng tình hắn, cho hắn hai cái bánh màn thầu, kêu hắn ta rời đi. Không có cách gì, hắn ta chỉ có thể đi tìm Hồ Hạnh Nhi. Mượn tiền Hồ Hạnh Nhi để có tiền ở khách điếm. Hồ Hạnh Nhi lấy giấy nợ ra, hắn ta cầm lấy xem một chút, kinh hãi, lợi tức cao như vậy. Chúng ta làm ăn, không thể chịu thiệt, Hồ Hạnh Nhi nói. Sau một tháng, lợi tức không phải còn cao hơn tiền vốn sao? Nhà các ngươi cướp bóc à? Thật không dám giấu giếm, đang tính đổi nghề. Bổng lộc của hắn ta nhận theo năm, chờ tới lúc trả nợ, hắn ta trả không nổi, hắn ta không mượn nữa. Thở hào hển nói, được, hổ xuống đồng bằng bị chó khi, ta đã hiểu cái gì là bỏ đá xuống giếng. Hồ Hạnh Nhi cũng không miễn cưỡng, chỉ vào cửa nói, vậy không tiễn. Ôm hai cái ghế và một cái siêu thuốc đi vòng vèo một ngày ở Kinh Thành, mà chỉ ăn hai cái màn thầu, bụng hắn ta cồn cào. Hắn ta rất nghẹn uất, cảm thấy bị Trần gia lừa, còn bị người nhà khi dễ, nhưng có thể làm sao bây giờ. Thấy trời tối, hắn ta ngay cả đêm nay nghỉ ngơi ở đâu cũng không biết. Tối muộn, ngồi xổm dưới tàng cây phía đông thị, trời dần lạnh. Đói, hắn ta đói. Cho nên, lúc Loan Loan mang hai cái chân gà và một bầu rượu xuất hiện trước mặt hắn ta suýt khóc, Loan Loan à, cũng là người tốt với ta nhất. Loan Loan ngồi xuống, ngươi không muốn cưới ta, vậy đừng cưới, ta không miễn cưỡng ngươi. Tiêu Thác ngậm chân gà, uống một ngụm rượu, nói ngốc gì đó. Vì tình nghĩa này của ngươi, ta phải cưới, ngươi không biết đâu. Hôm nay ta đi rất nhiều chỗ, không ai cho ta ở nhờ cả, chỉ có ngươi tốt. Loan Loan cười, ngước mặt lên nhìn hắn ta, Tiêu Thác, ngươi rất tuấn tú. Tiêu Thác lấy tay lau dầu mỡ trên miệng, không ngờ nàng ta nói vậy, Tô Thanh đẹp hơn ta, mọi người đều nói vậy, sao ngươi không thích Tô Thanh? Ta cảm thấy ngươi đẹp hơn Tô Thanh, hơn nữa võ công cũng cao hơn. Loan Loan nói, thật sao, ngươi thấy vậy sao? Tiêu Thác rất vui, thật ra võ công của họ không chênh lệch mấy. Mấy lần tỉ thí không phân cao thấp, nhưng trong lòng hắn ta vẫn cho rằng võ công của mình cao hơn Tô Thanh. Đúng vậy, Loan Loan tựa vào vai hắn ta, Tiêu Thác, ta thật sự rất muốn gả cho ngươi, không phải vì ta muốn tìm một người thành thân, không phải vì ta sợ chết, ta chỉ là muốn gả cho ngươi, cùng ngươi sống cả đời. Tiêu Thác buông chân gà, có gì đó dần lan tràn trong tâm trí hắn ta, là cảm giác từ trước tới nay hắn ta chưa từng có. Không biết hình dung như thế nào. Trần Loan Loan hắn ta nghĩ nghĩ, cảm thấy sắp thành hôn, kêu cả tên họ không thích hợp,
Loan Loan, nhưng ta có rất nhiều khuyết điểm, tất cả mọi người nói ta không hiểu phong tình, tuy ta không biết phong tình là gì, nhưng nữ nhân đều thích nam nhân có phong tình, có tình thú. Đừng lo, ngươi là ngươi thì được rồi, ta vẫn luôn thích ngươi. Thích, cảm giác kỳ lạ trong lòng Tiêu Thác liền dâng lên, giống lửa cháy vậy, ngươi nói thích, có phải giống cái mà nữ thích nam không? Chính là thích này, Loan Loan thỏ thẻ nói. Tiêu Thác đỡ nàng ta đứng lên, để nàng ta ngồi lên ghế của mình, chân thành nói, ta cũng quyết định thích ngươi, chưa từng có nữ tử nói thích ta. Loan Loan ngấn lệ, nhìn hắn ta, thật không? Thật. Loan Loan lập tức khóc, Tiêu Thác, ta nhất định học làm sao làm nương tử tốt. Tiêu Thác thấy nàng ta khóc, nhíu mày cúi đầu một chút, sau đó giơ ống tay áo lau nước mắt cho nàng ta, miệng thịt vụn cỡ hạt đậu dính lên mi mắt nàng ta, mắt cũng dính mỡ gà. Loan Loan dùng sức chớp mắt, người trước mắt mơ hồ, nàng ta dở khóc dở cười. Chương 413, đợi hắn quay về. Bọn họ ngồi dưới tàng cây đa một hồi lâu, nói rất nhiều thứ, đây là lần đầu tiên hai người đối thoại thẳng thắn, Tiêu Thác cũng nói ra, nguyên nhân hắn không muốn thành thân là vì cảm thấy nữ nhân rất phiền toái, sau này có phu nhân rồi hắn không thể tự do tự tại như trước đây nữa. Loan Loan cam đoan sau khi thành thân, hắn thích làm gì cũng được, chỉ duy nhất là không thể thân cận với những người phụ nữ khác, Tiêu Thác rất yên tâm, nữ nhân một người cũng ngại nhiều, nhiều nữa thì phiền chết hắn. Vẫn luôn cho trò chuyện đến khoảng giờ tí, Tiêu Thác mới đưa Loan Loan trở về, sau đó xách băng ghế vụng trộm trèo tương về phủ, sáng sớm mai, vẫn là những ngày trước đi thỉnh an lão hầu gia. Lão hầu gia giống như không biết hắn đã trốn đi, vẫn lạnh nhạt dặn dò vài câu rồi đuổi đi. Tiêu Thác đi đến cửa lại gặp Tráng Tráng dẫn theo Cầm Chi và Quỳnh Hoa đi đến. Công chúa đến rồi, Tiêu Thác tưởng đến tìm hắn, khẽ nói, cũng không cần phải bồi tội, dù sao cũng không chỉ ngươi không giúp đỡ ta. Khuôn mặt Tráng Tráng mộc mạc, nở một nụ cười yếu ớt, từ sau khi khỏi hẳn thương độc, sắc mặt của nàng ta vẫn luôn rất yếu ớt, cũng không còn khỏe mạnh hoạt bát như trước nữa. Ta không phải đến tìm ngươi, đừng tự mình đa tình, ta đến tìm tổ phụ ngươi. Tráng Tráng nói, tìm ông già kia làm gì? Trong lòng Tiêu Thác nhảy lên cảnh báo, hỏi tội. Không, chỉ là vô cùng mệt mỏi, muốn tìm người nói chuyện phiếm. Tráng Tráng nói, ta đi vào với ngươi. Tiêu Thác sợ nàng ta ghi hận tổ phụ không muốn để đại ca cưới nàng ta. Tráng Tráng cũng không từ chối, tùy ý Tiêu Thác dẫn mình vào. Hầu gia nghe thấy công chúa đến chơi, có chút sững sờ, nhưng cũng lập tức chỉnh đốn lại dáng vẻ đi ra ngoài tiếp kiến. Lão thần tham kiến công chúa điện hạ, hầu gia khom người. Hầu gia miễn lễ, Tráng Tráng nhìn ông ta, nhìn lão chiến tướng đã từng vì Đại Chu mà chiến đấu hăng hái đẫm máu. Công chúa mời vào. Hầu gia bước lui một bước, vẫn khom người như trước mời nàng ta. Tráng Tráng không từ chối, trực tiếp đi vào. Sau khi hai người ngồi xuống, Tiêu Thác đứng thẳng bên cạnh hầu gia, cảnh giác nhìn Tráng Tráng. Lão thần còn chưa chúc mừng công chúa khỏi bệnh nặng. Khỏi bệnh nặng, mà không phải tự mình khỏi bệnh, có thể thấy được giả dối thế nào. Tráng Tráng gật đầu, cảm ơn hầu gia. Không khí ở hiện trường có chút xấu hổ, hai người giống như không tìm được lời nào mà nói. Tiêu Thác cũng im lặng, nhìn nhìn Cầm Chi và Quỳnh Hoa, hai người cúi đầu, đứng hai bên trái phải của Tráng Tráng như là hộ pháp bảo vệ nàng ta. Cuối cùng, cũng là Tiêu Hầu ra hết kiên nhẫn, hôm nay công chúa đến, là có chuyện gì? Tráng Tráng ngẩng đầu, có chút mờ mịt, không có việc gì. Vậy, Hầu ra ngược lại lại không biết nên nói thế nào, nàng ta không có việc gì thì tìm đến ông ta, đến rồi cũng không nói gì, ông ta đối mặt với rất nhiều nguy cơ, cũng xử lý rất nhiều nguy cơ. Nhưng không biết xử lý tâm sự con gái này thế nào. Ông ta cảm thấy, công chúa có hận có oán với ông ta. Nhưng mà, khó lắm, ông ta hiểu công chúa, chỉ sợ công chúa sẽ không hiểu ông ta. Cứ trầm mặc như vậy, Tiêu Thác khó hiểu nhìn Tráng Tráng, rồi lại nhìn tổ phụ của mình, hai người này đang đánh đố sao? Tại sao không nói gì? Công chúa, nếu không hôm nay ngươi ở lại đây dùng cơm. Tiêu Thác mở ra chủ đề, chủ yếu là cảm thấy thật kỳ quái. Tráng Tráng cũng không phản đối, cũng không đồng ý, chỉ là lầm bầm nói một câu, ăn cơm. Ăn cơm, mọi người đều ăn cơm, cô gầy đi nhiều. Tiêu Thác nói. Tráng Tráng cười nhẹ, thật sao? Ngươi không biết sao, ngươi hỏi Cầm Chi thử xem, mặt cũng rất nhỏ. Tiêu Hầu gia cũng không ngăn Tiêu Thác nói chuyện với công chúa, có người nói chuyện vẫn tốt hơn là trầm mặc. Nhưng mà, lời nói của Tiêu Thác không thể nào nói tiếp, bởi vì, Tráng Tráng cũng không trả lời.
nàng ta giống như là thật sự đến ngồi một lúc. Tiêu Hầu gia lại ngồi không yên, nói với Tiêu Thác, con ra ngoài trước, tổ phụ nói mấy câu với công chúa. Tiêu Thác nhìn Tráng Tráng, có chút không muốn đi, nhưng mà cũng tin công chúa không có ác ý gì, đành nói, vậy được rồi, con đứng ở ngoài cửa. Cầm Chi và Quỳnh Hoa cũng cùng nhau đi ra, Tráng Tráng bưng một ly trà trong tay, không uống, chỉ là lặng yên nhìn bọt trà. Công chúa, Tiêu Hầu gia gọi một tiếng, Tráng Tráng ngẩng đầu nhìn ông ta. Tiêu Hầu gia nhìn kỹ gương mặt thon gầy, bởi vì thon gầy nên hai con mắt có vẻ vô cùng lớn, công chúa, ngài oán trách cựu thần, đúng không? Tráng Tráng hơi ngơ ra một chút, sao có thể chứ? Người thật chưa bao giờ nói dối, công chúa oán hận lão thần hiểu được. Tiêu Hầu gia nói. Tráng Tráng lắc đầu, không rõ mà nói, tại sao phải oán hận ông? Chuyện của ta và Tiêu Kiêu với ông không liên quan gì, ông cũng là bị động ngăn cản. Tiêu Hầu gia không ngờ công chúa lại hiểu rõ như vậy, không khỏi hổ thẹn, chỉ là công chúa nếu không phải oán hận lão thần, hỏi tội chuyện trước, vậy sao lại đến đây? Tráng Tráng hơi cười, vẫn nhìn quanh bốn phía, ta chỉ là muốn đến xem, muốn đến nơi này ngồi một lúc, nơi này có hơi thở của hắn, kỳ thật ta muốn đi vào phòng hắn, nhưng mà, ta cảm thấy có chút mạo muội. Trong lòng Hầu gia có chút khó chịu, không ngờ nàng ta đến vì mục đích này, ông ta thở dài một tiếng, Tiêu Thác, vào đây, đưa công chúa đến phòng đại ca ngươi. Tiêu Thác lập tức đẩy cửa đi vào, ngốc nghếch mà nói, đến phòng đại ca làm gì? Đại ca cũng không có ở đây. Hầu gia nhìn Tráng Tráng, thấy Tráng Tráng chuyển mình, ông ta đột nhiên nói, đối với tứ hôn của Thái Hậu, công chúa có ý kiến gì không? Tráng Tráng lại ngồi xuống, không có suy nghĩ gì, Hầu gia sợ. Hầu gia không lên tiếng, ông ta đúng là sợ, một mình ông ta thì cũng xem như thôi, nhưng mà, Tiêu gia cũng không phải chỉ một mình ông ta. Tiêu Thác không rõ nói, có gì mà sợ, binh đến tướng chặn, nước lên đất ngăn, chuyện lớn thế nào cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Đại ca và công chúa đã trải qua nhiều chuyện như thế, nếu như tổ phụ lại dùng gậy đánh Uyên Ương, Tiêu Thác con sẽ là người đầu tiên đứng ra. Câm miệng, nói hưu nói vượn, Tiêu Hầu gia tức giận quát lớn. Con không phải nói hưu nói vượn, con chỉ là không rõ tổ phụ vì sao sợ trước sợ sau, người cũng không có lòng mưu phản, cho dù hoàng thượng kiêng kỵ Tiêu gia của chúng ta thì sao? Chưa từng làm là chưa từng làm. Mặc dù Hầu gia tức giận, nhưng mà cũng hiểu Tiêu Thác nói có lý, ông ta già rồi. Kiêng kỵ quá nhiều, kỳ thật hoàng thượng kiêng kỵ Tiêu gia như thế thì có sao? Trả giá bằng hạnh phúc của Tiêu Kiêu, ông ta vẫn sẽ kiêng kỵ. Nếu quả thật đến lúc vạn nhất bất đắc dĩ, lui ra là được, chỉ cần giữ được người, những thứ khác có gì mà phải lo lắng chứ? Nghĩ đến đây, ông ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, nếu như công chúa không có ý gì khác, vậy đợi Tiêu Kiêu dưỡng thương xong trở về, lão thần sẽ chính thức cầu hôn với hoàng thái hậu. Tráng Tráng kinh ngạc nhìn ông ta. Nước mắt lột bột rơi xuống, ông, đồng ý. Ý chỉ không thể trái. Hầu gia có chút chật vật, không muốn để người ra biết trong lòng ông ta đang nghĩ gì, cũng không dám nhìn Tráng Tráng trước mặt. Chuyện của ông ta và Tiêu Kiêu, ông ta cũng có một phần trách nhiệm. Tráng Tráng cúi người, cảm ơn, sự khẳng định của ông, có ý nghĩa vô cùng với bản cung. Nàng ta theo Tiêu Thác rời đi, ngồi ở trong phòng của nam nhân nàng ta thích, ở đây có hơi thở của hắn. Nàng ta dùng lòng ngón tay vướt qua sách hắn xem qua, áo mặc qua, chén dùng qua. Nàng ta không ngừng rơi lệ, khóc lại cười, đáy lòng mới xem như có cảm giác chân thật. Kỳ thật mấy hôm nay tỉnh lại, nàng ta vẫn phảng phất như là sống trong hư ảo. Sau khi tỉnh lại, Thương Mai nói cho nàng ta biết, Tiêu Kiêu tự vẫn trước giường nàng ta, lúc ấy trong đầu nàng ta chỉ nghĩ, cuối cùng hắn cũng không phụ nàng. Hai ngày đầu, đối với ai đó muốn tính toán gia tài của nàng ta. Nàng ta cũng không chút để ý, cho đến lúc này, nàng ta mới chậm rãi ra khỏi mộng cảnh, đi đến hiện thực. Nàng ta muốn gả cho Tiêu Kiêu rồi, nhưng mà Tiêu Kiêu vẫn chưa về, hắn có ổn hay không, không ai có thể trả lời nàng ta. Nàng ta không mơ tưởng đến hôn sự, chỉ cầu hắn bình an vô sự. Nếu không, cái mạng này của nàng ta cũng không giữ được. Chương 414, tình huống nhỏ trước hôn nhân. Nghiêm Vinh quay về báo cáo với Mộ Dung Khanh đã tìm được cô gái mà Lương Thụ Lâm thích kia, bị Quý Thái Phi giam ở biệt viện ngoài thành, có người canh giữ. Vương gia, có dẫn nàng ta đi hay không? Nghiêm Vinh hỏi. Mộ Dung không lại không gấp gáp, điều tra bối cảnh của nàng ta trước, còn cả quá khứ của nàng ta và Lương Thụ Lâm. Nàng ta là cô nương ở Lầu Xuân Hương, hẳn là lúc Lương Thụ Lâm đến Lầu Xuân Hương thì quen biết. Nghiêm Vinh suy đoán. Lương Thụ Lâm không phải là loại đó.
Mộ Dung Khanh thản nhiên nói. Cũng đúng, Nghiêm Vinh nhớ lại con người Lương Thụ Lâm này đúng là rất an phận thủ thường, nơi phong trần như vậy chắc là hắn ta sẽ không đi, vương gia hoài nghi Tử Diễm này tiếp cận Lương Thụ Lâm là có dụng ý khác. Có gì kỳ lạ, Mộ Dung Khanh gõ bàn, người đi điều tra trước, nếu như chứng thực có người âm thầm sai xử nàng ta, tra rõ người sai xử nàng ta là ai. Nghiêm Vinh muốn nói cái này còn cần điều tra sao? Nếu như nói nàng ta thật sự là cố ý tiếp cận Lương Thụ Lâm, vậy thì, người sau lưng này nhất định là Quý Thái Phi. Kỳ thật trong lòng Mộ Dung Khanh cũng hiểu được, nếu như có người sai xử Tử Diễm, người này nhất định là Quý Thái Phi. Nhưng mà hắn không cần nửa trắng nửa đen, hắn cần tra rõ ràng, mọi người đều phải làm rõ. Nghiêm Vinh điều tra được, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, hai người bọn họ gặp nhau ngoài thành, lúc đó xe người Tử Diễm bị hỏng, vào thành có một con đường hẹp, xe ngựa của nàng ta dừng ngay giữa đường, ngăn đường, đúng lúc hôm đó Lương Thụ Lâm đi làm việc trở về, thấy đường bị tắc lại nên đi giúp Tử Diễm sửa lại xe ngựa, Tử Diễm vì báo đáp, thân mật mời hắn ta ăn cơm, bởi vì thường xuyên qua lại, cũng có quan hệ. Nhưng mà, hình như cô gái Tử Diễm này hình như đã động chân tình với Lương Thụ Lâm, lúc thuộc hạ giám thị nàng ta, thấy nàng ta giàu dĩ, không vui vẽ tranh, người trong bức tranh là Lương Thụ Lâm. Nghiêm Vinh nói, Mộ Dung Khanh không lên tiếng, chỉ là vẫn trầm tư. Thật lâu sau, hắn nói, tạm thời ngươi nghĩ cách cứu nàng ta ra bố trí tốt. Vương gia có tính toán gì không? Nghiêm Vinh hỏi. Mộ Dung Khanh thản nhiên nói, đến lúc đó tự nhiên hữu dụng. Lương Thụ Lâm là một quân cờ rất tốt, hắn ta là người nhà họ Lương, có ưu thế người khác không có. Gần đây chuyện vui tương đối nhiều, Lương Vương còn chưa khỏi hẳn, đã muốn hắn vào cung thỉnh chỉ giúp. Hắn ta muốn lấy ý nhi. Hơn nữa, hôn kỳ càng sớm càng tốt, tốt nhất là thành thân cùng ngày với Tiêu Thác. Thân vương thành thân, đương nhiên không thể nhanh chóng như vậy, chỉ mỗi chuẩn bị hôn lễ đã phải 3 tháng rồi, nhưng mà, cũng không biết có phải gần đây mọi người lưu hành cưới nhanh không mà lại động tâm tư này. Nhưng mà, Lương Vương có tâm tư, bởi vì Thái tử Lương Quốc muốn về nước, mà hắn ta lại muốn mang theo Lưu Nguyệt về, nếu như ý nhi không thành thân, nhất định phải trở về theo. Nhưng mà, Tống Đoan Dương không định để Lương Vương như nguyện, mặc dù ông ta cũng rất hài lòng với Lương Vương, nhưng mà ngàn cực vạn khổ mới tìm lại được vợ con, ông ta không có khả năng không dẫn theo nàng ta về nhà đã trực tiếp cho nàng ta lập gia đình qua loa như vậy. Mang ý nhi cũng như là lấy mệnh Lương Vương, nhưng mà, may mắn ý nhi trấn an, nàng ta nói với Lương Vương, nàng ta cũng muốn quay về nhìn lại quê hương của mình, về phần hôn sự, sẽ đi con đường cưới hỏi giữa hai nước. Lương Vương cũng hiểu vội vàng lấy ý nhi sẽ uất ức cho nàng ta, đành phải đồng ý cho đi, nhưng mà, phải uống rượu mừng Tiêu Thác xong mới đi. Trước ngày cưới mấy ngày Tiêu Thác luôn chạy về phía Trần gia, về sau lão thái thái nói, trước khi thành thân không thể gặp mặt, Tiêu Thác không thể đến nữa, Tiêu Thác rất buồn bực, bởi vì đến Trần gia, có thể so chiêu với anh em Trần gia và Loan Loan. Hắn ta bắt đầu thích người Trần gia, đương nhiên kể cả Loan Loan. Vốn mỗi ngày đều gặp, đột nhiên không thể gặp mặt. Tiêu Thác và Loan Loan cũng không quen, cho nên, hôn lễ hôm trước, Loan Loan trộm ra ngoài gặp Tiêu Thác. Nhưng mà, mãi cho đến tối đêm cũng chưa về. Lão Thái Quân để Trần Long Trần Thử đi mang nàng ta về, hai người đi đến hầu phủ, người của Tiêu gia nói Tiêu Thác ở Vương Phủ, hai anh em Trần gia lại phải đến Vương Phủ, Tiêu Thác đúng là ở Vương Phủ, nhưng lại nói Loan Loan chưa từng đến. Tiêu Thác nói, sáng sớm hôm nay ta đã đến Vương Phủ, chưa từng gặp Loan Loan. Có phải là nàng ấy đi tìm ta không có lại về rồi? Chưa về, hôm nay giữa trưa ra ngoài, cho đến bây giờ vẫn chưa về. Trần Long nói. Vậy có phải là đến phủ công chúa, hay là đi đến chỗ Nhu Giao? Tiêu Thác nói. Thương Mai có chút không yên lòng nói, mọi người cùng nhau ra ngoài tìm xem. Vì thế chia thành ba đường, phân biệt đi đến phủ công chúa, phủ Lương Vương và đỉnh Phong Hào, cuối cùng là đi tìm Nhu Giao, đều nói chưa từng gặp Loan Loan. Lúc này mọi người đã sốt ruột, Mộ Dung Khanh điều động thị vệ tuần thành đi tìm. Trần Thái Quân vô cùng sốt ruột, bà ta chợt nhớ lại, sinh nhật Loan Loan sắp đến rồi, sinh nhật 19 tuổi. Bà ta vô cùng hoảng hốt, đưa tất cả người của Trần gia ra ngoài tìm. Khoảng giờ hợi, cuối cùng cũng nghe thấy hạ nhân vội vã đến báo lại, Thái Quân, tiểu thư đã về. Nhà đầu kia, xem bà già này có đánh gãy chân nó không? Trần Thái Quân vỗ bàn, bước nhanh ra ngoài. Lại nhìn thấy Trần Loan Loan là bị đưa về. Cả người nàng ta đều là máu tươi, sắc mặt trắng bệch, từ xa nhìn lại, còn không có hô hấp. Trời ạ, sao lại thế này?
bắp chân Trần Thái Quân mềm nhũn, vịn trụ. Người đưa Loan Loan trở về thế mà là phu nhân Nguyệt Nhung và Hạ Oanh Nhiễm, hai người này đã biến mất trong tầm mắt mọi người đã lâu, tất cả mọi người gần như đều đã quên mất hai mẹ con nàng ta rồi. Nhanh, gọi Vương Phi, quản gia thấy Trần Thái Quân đã không phản ứng được, lập tức hạ lệnh. Người trong phủ rừng hỗn loạn lại, bởi vì gia đình và hộ vệ đã đi ra ngoài tìm người rồi, lúc này trong nhà chỉ Mama và nha hoàn, lão Thái Quân còn tự mình giúp một tay đưa Loan Loan lên giường. Trần Nguyệt Nhung nói, lão Thái Quân, người quay về rồi, mẹ con chúng tôi cũng nên đi. Trần Thái Quân nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt hung ác làm người ta kinh hồn tán đảm, vì sao con bé lại bị thương? Trần Nguyệt Nhung lắc đầu, không biết, nàng ta gục trước cửa nhà chúng ta, lúc ta đi ra khóa cửa nhìn thấy, nhận là tiểu thư nhà Trần gia Trần Loan Loan, nên nhờ người đưa nàng ta quay về. Lão Thái Quân nhìn người vô số, nhìn ra được Trần Nguyệt Nhung không nói dối. Các ngươi về trước đi, lão thân ngày khác báo đáp. Trần Thái Quân không có tâm tư để ý đến hai người đuổi đi. Trần Nguyệt Nhung hơi do dự, cái này, chúng ta nhờ người cũng cần bạc. Người đến phòng thu chi lấy 50 lượng bạc cho nàng ta. Trần Nguyệt Nhung thiên ân vạn tạ thở dài, so với phu nhân Nguyệt Nhung đắc ý dương dương trước kia khác nhau một trời một vực. Hạ Oanh Nhiễm này lại không nói gì, cũng không có biểu cảm gì, nghe thấy lão Thái Quân nói cho bạc, lúc này mới nở nụ cười, theo Trần Nguyệt Nhung lui xuống. Hai mẹ con Trần Nguyệt Nhung cất bước, Trần Thái Quân lập tức kiểm tra thương thế của Loan Loan. Người Loan Loan trúng 8 đao, sâu đến tận xương, trước ngực 2 đao, sau lưng 4 đao, trên đùi 2 đao, vết đao rất lớn, không phải là vết thương do đao kiếm bình thường tạo thành. Hô hấp của nàng ta yếu ớt, người đã hôn mê, môi tái nhợt không chút máu, Trần Thái Quân lập tức cho nàng ta ăn kim sang dược cầm máu. Sau khi bà ta xử lý sơ bộ, bọn người thương mại cũng đến. Tiêu Thác nhìn Loan Loan một chút huyết sắc một chút sinh khí cũng không có, sợ đến mức hô hấp cũng ngừng lại. Mấy hôm trước, nàng còn vui vẻ so chiêu với hắn, chỉ là hai ngày không gặp, nàng đã thành thế này. Là ai đã ra tay? Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 415, hung thủ là ai? Ức hiếp lên đầu nhà họ Trần, điều này thực sự rất ấn tượng. Nhà họ Trần là một gia tộc cao quý ở trong kinh, tuy không phải là thế gia, phu phụ Trần Thái Quân cũng không phải xuất thân con nhà quan, cả hai đều là những người vào sinh ra tử trên chiến trường để bảo vệ gia đình và đất nước. Trần Thái Quân là một nữ tướng nổi tiếng, làm chủ soái dẫn binh ra trận, những cuộc chiến lớn, tất cả đều chiến thắng trở về. Hiện tại bà đã lui về sau, nhưng mà chỉ cần một ngày vẫn còn bà, bá tánh mới cảm thấy yên tâm, bà chính là Thái Sơn của các võ tướng. Vì vậy, cho dù là hoàng đế hay thế lực nào đó trong triều, cũng không dễ dàng động vào bà. Mặt khác, Trần Thái Quân đúng là rất mạnh, 12 tướng quân dưới trướng võ nghệ cao cường, không thể đắc tội. Hơn nữa nhà họ Trần có ảnh hưởng rất lớn trong quân đội, nhà họ Trần xảy ra chuyện, đó là một việc cực kỳ nghiêm trọng. Vết thương của Loan Loan rất nặng, mà vấn đề nghiêm trọng nhất là mất máu quá nhiều. Châm cứu có thể, hoặc kích thích tủy sinh máu cũng được, nhưng không có tác dụng gì lớn, chỉ có thể là truyền máu khẩn cấp. Tuy nhiên, nếu không có thiết bị truyền máu thì không thể xác định được nguồn máu phù hợp. Lập tức ra lệnh cho người chế tạo một cái ống nhỏ bằng bạc để truyền máu. Thương Mai nặng nề ra lệnh, cô lấy kim châm ra, tạm thời phong ấn những huyệt lớn, tuy nhiên, phong ấn huyệt đạo chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian, ống này phải được hoàn thành trong vòng nửa ngày, sau đó sẽ tiến hành truyền máu khẩn cấp. Nguồn máu chỉ có thể tìm từ nhà họ Trần, nhóm máu của hai anh em sinh đôi là giống nhau, nhưng nhóm máu cùng cha cùng mẹ không chắc sẽ giống nhau, đây là một cách làm rất mạo hiểm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Thương Mai nói rõ những rủi ro với Trần Lão Thái Quân. Nếu nhóm máu không phù hợp, có thể sẽ xuất hiện những vấn đề nghiêm trọng. Trần Thái Quân trầm giọng hỏi, nếu không truyền máu, có cứu được không? Không thể, nàng ta mất quá nhiều máu, ta tạm thời châm cứu, chỉ là để duy trì sự sống của nàng. Còn nữa, nàng bị mất máu cấp tính quá nhiều, nên bị sốc và hôn mê. Các cơ quan trong cơ thể cũng có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng do mất máu. Ta nói cho bà tình huống xấu nhất, hy vọng bà sẽ chuẩn bị tâm lý. Trần Lão Thái Quân dù sao cũng là người từng trải qua sóng gió, bà biết thời gian là sinh mệnh, cũng không thể can thiệp vào việc chẩn trị của đại phu, bà nói, Thương Mai, người cứ làm theo chẩn đoán của mình, cần chúng tôi làm gì, chúng tôi sẽ phối hợp. Thương Mai gật đầu, sau khi phong ấn huyệt đạo, liền bắt đầu chuẩn bị dụng cụ truyền máu. Trong lần truyền máu đầu tiên, phải dùng một ống nhỏ bằng bạc, nhưng vì không có ống tiêm nên Thương Mai phải bàn bạc với Mộ Dung Khanh.
Ta sẽ dùng một cái ống để nối tĩnh mạch của hai người lại với nhau, sau đó, người có cách nào khiến máu của anh em nhà họ Trần thông qua cái ống vào trong cơ thể của Loan Loan không? Việc này cần tác động của bên ngoài, cô không biết võ công. Có một cái ống, vậy đẩy máu qua ống, có thể làm được, Mộ Dung Khanh nói. Vậy điều lo ngại nhất bây giờ là vấn đề bài xích các nhóm máu. Chỉ hy vọng rằng nhóm máu của họ giống nhau. Thương Mai không dám cho tất cả anh em nhà họ Trần truyền máu, mà chỉ chọn những người sinh ba trong số họ. Vì nhóm máu của những người sinh ba nhất định giống nhau, nên nếu truyền máu đúng, thì rủi ro sẽ được giảm xuống. Trước khi truyền máu, Thương Mai đã nhiều lần nói chuyện với nhà họ Trần về những rủi ro, Trần Thái Quân chỉ nói một câu, truyền máu. Vấn đề này vẫn được giữ kín với Lão Thái Thái, Trần Thái Quân đã ra lệnh giữ kín, kêu người đưa bà ra ngoài chơi, để bà biết rằng đứa con yêu quý của bà xảy ra chuyện thì bà sẽ điên lên mất. Quá trình truyền máu diễn ra suôn sẻ, không như những suy nghĩ của Thương Mai, Mộ Dung Khanh vận công giúp ba anh em nhà họ Trần đẩy máu đi, máu chảy theo ống vào trong tĩnh mạch của Loan Loan. Quá trình này diễn ra hơi lâu, bởi vì không thể đổ dồn máu vào cùng một lúc, vì vậy, hắn phải rất cẩn thận kiểm soát độ mạnh. Sau khi truyền máu, phải quan sát phản ứng. Trên mặt Loan Loan cũng như trên cánh tay và cổ tay đều nổi mẩn đỏ, đây là phản ứng dị ứng khi truyền máu, khiến Thương Mai rất lo lắng. Cô kê đơn thuốc dị ứng kêu người đi sắc thuốc, thuốc bắc luôn có tác dụng chậm với việc đối phó dị ứng, nhưng cũng không còn cách nào. May mắn thay, ngoài sự xuất hiện của phát ban ra, không có phản ứng nào khác, điều này khiến Thương Mai cảm thấy nhẹ đi rất nhiều. Quan sát hơn một canh giờ nữa, vẫn không có xuất hiện hiện tượng bài xích nào, Thương Mai chính thức thở phào nhẹ nhõm, nguồn máu đã đúng. Người cùng trần trị với Thương Mai, còn có ngự y được Mộ Dung Khanh truyền từ trong cung đến, hắn phụ trách việc xử lý vết thương, không biết gì về việc truyền máu. Nhưng mà hắn đã bị sốc khi nhìn thấy kỹ thuật truyền máu này và cách Thương Mai cứu Loan Loan. Sắc mặt của Loan Loan cũng không còn quá tái nhợt, đương nhiên vẫn là trắng bệch, ít nhất cũng tốt hơn rất nhiều so với lúc mới đưa về. Vết thương bên ngoài của Loan Loan cũng đã được xử lý, Thái Y nói, nghiêm trọng nhất là vết thương hai nhát dao ở chân, đâm sâu vào xương, sợ sau khi khỏe lại sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại. Mọi người chỉ mong nàng sống sót, còn chuyện ảnh hưởng đến việc đi lại, thì là vấn đề sau này. Trái tim của Tiêu Thác chưa từng chấn động như vậy, trong lúc chữa trị, hắn còn theo dõi toàn bộ quá trình, không hề rời đi, run rẩy lo sợ, không dám hít sâu một hơi, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn nhận ra rằng, nếu như không cứu sống được, sau này hắn sẽ không bao giờ gặp lại Loan Loan được nữa, điều này khiến hắn cảm thấy cực kỳ đau lòng, không biết phải làm gì. Sau khi Thương Mai nói rằng đã ổn, suy nghĩ đầu tiên của hắn là tìm ra người đã làm nàng bị thương. Vì vậy, để lại Thái Y tiếp tục trông coi, mọi người nhanh chóng phân tích chuyện này. Vết thương bổn vương đã xem qua, là vết dao rất lớn và sâu, nhưng người ra tay lại không nhanh, điều này chứng tỏ võ công không cao. Loan Loan không phản kháng, có hai khả năng, thứ nhất, Loan Loan biết người này. Thứ hai, Loan Loan trúng thuốc mê hoặc là nhuyễn cân tán. Về việc thuốc mê, có khả năng này, bởi vì kể từ khi nàng được đưa về, nàng chưa tỉnh lại. Thương Mai nói, mặc dù nói là hôn mê, nhưng mà, vết thương lớn như vậy, nên khi xử lý vết thương sẽ rất đau, cho dù là hôn mê cũng sẽ có những phản ứng theo bản năng, nhưng mà Loan Loan lại hoàn toàn không có phản ứng nào. Ai đã đưa nàng về? Thương Mai hỏi. Trần Thái Quân trả lời, mẹ con Trần Nguyệt Nhung, nói rằng đã hôn mê ở cửa nhà bà ta, lúc ra đóng cửa đã nhìn thấy, sau khi đưa về còn đòi tiền thưởng. Loan Loan đi ra ngoài không dẫn theo người hầu sao? Thương Mai hỏi, nhớ tới Loan Loan trước đây khi ra khỏi nhà, có dẫn theo một tiểu nha đầu ở bên, nhưng mà, lâu lâu cũng không dẫn theo. Nó lén lẻn ra ngoài tìm Tiêu Thác, sao lại có thể dẫn theo nha đầu? Tất cả nha đầu trong phủ đều bị Lão Thái Thái ra lệnh phải trông coi Loan Loan, không cho phép nó đi ra ngoài. Trần Thái Quân vẻ mặt đau khổ, 19 năm về trước, bà đã lo ngày này sẽ đến, chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng mà vẫn cực kỳ khó chịu. Vương gia, để Nghiêm Vinh đi tìm hai mẹ con Trần Nguyệt Nhung hỏi thử, cũng tiện thể hỏi hàng xóm bên cạnh họ. Thương Mai nhìn Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh gật đầu, đi ra ngoài dặn dò Nghiêm Vinh. Kêu hắn sau khi điều tra hiện trường đưa hai mẹ con Trần Nguyệt Nhung về đây. Tô Thanh, Nhu Giao và Tráng Tráng cũng đã đến, trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, liên tiếp có người xảy ra chuyện, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kiệt sức và vô cùng tức giận. Nghiêm Vinh chỉ đưa Trần Nguyệt Nhung đến, lúc đi đến đó, Hạo Anh Nhiễm không có ở nhà.
Thương Mai gặp lại Trần Nguyệt Nhung lần nữa, bà ta đã sa sút đi rất nhiều, tuy là vẫn mặc bộ đồ sang trọng như lúc rời khỏi tướng phủ, nhưng mà đã rất cũ, đầy nếp nhăn, trên đầu cũng không có đồ trang sức gì, trang điểm rất đậm, lớp phấn rất dày, vẫn không thể che đi những nếp nhăn ở quanh mắt. Bà ta già đi rất nhiều so với trước đây, không còn sự thanh tao đẹp đẽ như lúc sống trong nhung lụa. Chương 416, là nàng ta. Trần Nguyệt Nhung gặp lại Thương Mai, cũng có chút không tự nhiên, nhưng mà chỉ là trong phút chốc, cuộc sống nghiệt ngã, bà ta không cho rằng lúc này còn có thể nói những thứ như tôn nghiêm. Trần Nguyệt Nhung, làm sao bà lại phát hiện ra Loan Loan? Mộ Dung Khanh hỏi. Trần Nguyệt Nhung đáp, vương gia, đại tiểu thư nhà họ Trần hôn mê trước cửa nhà chúng tôi, trước giờ hợi, thiếp thân đi ra ngoài khóa cửa sân, nhìn thấy có một người nằm ở trước cửa, cầm đèn đi ra xem mới biết là đại tiểu thư nhà họ Trần, nên vội vàng gõ cửa nhà hàng xóm nhờ mấy người đàn ông cường tráng khiêng nàng về. Vậy thì trước đó bà có nghe thấy tiếng động bất thường nào không? Mộ Dung Khanh hỏi tiếp. Trần Nguyệt Nhung lắc đầu, không nghe thấy. Nghiêm Vinh nói, vương gia, đã hỏi qua những người hàng xóm gần đó, đều nói không nghe thấy âm thanh gì. Điều này khẳng định Loan Loan chưa từng kêu cứu, thậm chí chưa từng phát ra âm thanh, vậy thì đúng là bị người khác làm cho hôn mê. Kêu Trần Nguyệt Nhung đến đây, Mộ Dung Khanh chủ yếu muốn xem bà ta có nói dối hay không, rõ ràng là bà ta không có. Sau khi kêu Trần Nguyệt Nhung đi, Nghiêm Vinh tiếp tục bẩm báo, trên mặt đất có dấu vết kéo lê, nhưng không thấy rõ, ở đó là khu dân thường, có rất nhiều người bàn tán, cũng có nhiều người ra vào, nhưng mà bởi vì là ban đêm, nên có ít người ra ngoài hơn. Dấu vết kéo lê không có vết máu. Không có. Điều này có nghĩa là nàng đã bị kéo đến trước cửa Trần Nguyệt Nhung mới bị chém. Có thể là vậy, bởi vì nhà của Trần Nguyệt Nhung nằm ở nơi sâu nhất trong hẻm, là nơi hẻo lánh nhất, ra tay ở nơi đó, trừ việc người dân ở đó phát hiện, sẽ không có người qua đường nào sẽ nhìn thấy. Không có người nhìn thấy, thì sẽ không có nhân chứng, đồ ở trên người của Loan Loan có bị mất đi không? Mộ Dung Khanh hỏi. Trần Thái Quân nói, hầu bao không thấy, đồ trang sức cũng không còn, hễ là những thứ đáng giá, đều mất hết cả. Là cướp sao? Nghiêm Vinh hỏi. Mộ Dung Khanh lắc đầu, không, cướp sẽ không làm cho hôn mê, người mà có thể làm hôn mê nàng, nhất định là người nàng quen biết. Một người nào đó mà nàng biết, hơn nữa còn không có phòng bị gì, hoặc là chứng tỏ rằng nàng rất quen thuộc với người này, hoặc là người này chỉ đơn giản nàng không cần phòng bị. Trần Nguyệt Nhung không nói dối. Trần Thái Quân và Mộ Dung Khanh đều đồng ý với nhau, Trần Nguyệt Nhung không phải là một người sâu xa, nếu bà ta nói dối, thì cả hai đều có thể nhìn ra được. Vậy thì, đó là ai? Con người của Loan Loan, luôn nhiệt tình với mọi người, không có thù oán với ai, ai lại ra tay nặng như vậy với nàng? Thương Mai nhìn sang Mộ Dung Khanh, thấy hàng mày hắn nhíu chặt, dường như có chút manh mối. Nhưng mà, nếu như hắn đã không nói, vậy cũng không nên hỏi trước mặt mọi người. Loan Loan xảy ra chuyện, lại xảy ra chuyện trước hôn lễ, điều này khiến ai cũng xót xa. Tiêu Thác quay về trông coi nàng, tên ngốc này, phải đến khi Loan Loan xảy ra chuyện mới biết bản thân lo lắng cho nàng nhiều như vậy. Một lúc sau, trong lúc tất cả mọi người đều không chú ý, Thương Mai mới kéo Mộ Dung Khanh lại, người nghĩ như thế nào? Mộ Dung Khanh lắc đầu, có đoán ra một chút, nhưng không chắc. Người nói ra để phân tích thử xem, Thương Mai nói. Mộ Dung Khanh nhìn cô, Tiêu Thác cưới Loan Loan, sẽ trở thành thông gia với nhà họ Trần, Tiêu Kiêu sau khi khỏe lại cưới tiểu cô, điều này mang ý nghĩa gì? Có nghĩa là nhà họ Tiêu sẽ dần dần lớn mạnh, Thương Mai hỏi. Sắc mặt Mộ Dung Khanh ảm đạm, lập trường hiện tại của nhà họ Tiêu, là đứng cùng bổn vương, nếu như bổn vương đoán đúng, mục tiêu cuối cùng làm hại Loan Loan, chính là bổn vương. Người nghi ngờ là ai? Thương Mai cảm thấy hỏi như vậy có chút tàn nhẫn. Bên Lương Thái Phó tạm thời không dám động đậy, bởi vì Hoàng hậu bị phế đi, vậy chỉ còn lại Quý Thái Phi. Mộ Dung Khánh nhìn cô, nàng cho rằng là ai? Thương Mai nhẹ nhàng ôm hẳn, là ai cũng được, điều tra ra được một người cũng đừng hòng thoát. Mộ Dung Khanh không giống cô, nàng chỉ còn chút tình cảm sót lại với Hạ Hoè Quân từ nguyên chủ, nhưng Mộ Dung Khanh thì không, trên con đường trưởng thành của hắn luôn tràn đầy tình cảm với Quý Thái Phi, cho nên, hắn nói sẽ xây một căn nhà bên hồ cho Quý Thái Phi. Để bà ta an hưởng tuổi già, bởi vì hắn cho rằng đây là tâm nguyện của Quý Thái Phi. Hắn dường như không trốn tránh, nhưng thật ra trong tiềm thức hắn luôn trốn tránh, hắn xem Quý Thái Phi như hư vô, chỉ là đối kháng lặng lẽ mà trước giờ vẫn không có sự đối kháng thực sự nào, thật ra trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng,
hy vọng bà ta có thể quay đầu là bờ. Đồng thời trong lòng hắn cũng biết rõ bà ta sẽ không thay đổi, bởi vì hắn biết rằng một khi tham vọng đã bén rễ trong lòng người, thì rất khó để dứt bỏ nó. Vì vậy, hắn rất mâu thuẫn. Tuy nhiên, lần này, Mộ Dung Khanh và Thương Mai thực sự đã đổ oan Quý Thái Phi. Không phải do Quý Thái Phi làm, mặc dù bà ta e sợ nhà họ Tiêu và nhà họ Trần liên minh, nhưng sẽ không ngu ngốc đến nỗi mà ra tay ngay bây giờ, bởi vì bây giờ có chút sai sót nào, sẽ khiến Nam Hoài Vương từ giờ về sau không thể về kinh. Đương nhiên, Lương Thái Phó cũng sẽ không ra tay. Chuyện lần này, là do Thái tử làm. Tên Thái tử ngu ngốc kia, hắn làm Loan Loan bị thương cũng là chủ ý nhất thời, nguyên nhân lại vì lúc ở phủ công chúa, Tiêu Thác liên lụy hắn bị An Thân Vương trách đánh. Kể từ sau khi hắn và Hạ Oanh Nhiễm hủy bỏ hôn ước, hai người đã không còn liên lạc, cách đây không lâu, Hạ Oanh Nhiễm sau khi đã dùng sạch ngân lượng phải nhờ người kiếm hắn, và nói rằng có thể giúp hắn đối phó Hạ Thương Mai, Thái tử nhìn thấy Hạ Oanh Nhiễm mất đi hào quang của Thiên Kim Tướng Phủ, đối thành quần áo và cách ăn mặc của con nhà thường dân, có chút mới mẻ, bèn lại ở bên nhau. Chiều hôm qua, Thái tử đi ra ngoài chơi, nhìn thấy Loan Loan một mình đi dạo trên phố đông, lúc đó Loan Loan đang định đến Vương Phủ. Nên định mua hai vỏ rượu ngon trên đường phố Đông Thị, nhưng không ngờ lại gặp phải Thái tử. Thái tử căm ghét Tiêu Thác, nên lại dùng thủ đoạn cũ, giống như nói dối ý nhi vậy nói dối nàng, chỉ là thay đổi cách nói khác. Hắn nói với Loan Loan rằng, hắn thấy Tiêu Thác bị nhiều người bao vây, Trần Loan Loan không ngây thơ như ý nhi, nàng không hề tin hắn, cũng mặc kệ hắn, Thái tử thấy nàng không bị lừa, cũng tính từ bỏ. Tuy nhiên, có lẽ Loan Loan định sẵn phải gặp kiếp này. Ngay khi Thái tử rời đi, Loan Loan đã nghe thấy bá tánh bàn tán phía trước có vài người đang đánh nhau, và một trong số họ đã bị đánh rất nặng. Loan Loan nghĩ rằng đó là Tiêu Thác, đuổi theo tìm Thái tử, và kêu Thái tử dùng xe ngựa đưa nàng qua đó. Hắn định bắt cóc Trần Loan Loan và giam trong vài ngày để nhà họ Trần lo lắng, cũng không thể thành hôn, để tránh tội, hẳn cố tình thả cô xuống xe gần cây xỉ ở Đông Thị, kêu nàng đi qua đó, chính là ở phía trước không xa. Nhưng ngay sau khi Loan Loan bước xuống xe, liền ngất xỉu đi, Thái tử đi theo lập tức hạ lệnh đưa nàng trở lại xe ngựa, hóa ra, ngay lúc Loan Loan bước xuống xe, thị vệ của Thái tử đã nhân lúc mở màn che liền thổi một làn khói thuốc mê về phía Loan Loan, nhưng Loan Loan lúc đó không nhận ra điều đó. Đưa Loan Loan đi, nhưng hắn không biết nên để nàng ở đâu, sau khi đi dạo một vòng thì nghĩ đến nhà của Hạ Oanh Nhiễm. Đến chỗ Hạ Oanh Nhiễm, Trần Nguyệt Nhung đi ra ngoài vẫn chưa về. Chỉ có Hạ Oanh Nhiễm ở đó. Mà lối vào con hẻm rất nhỏ, xe ngựa không vào được, cho nên, xe ngựa chỉ có thể dừng ngay ở đầu con hẻm, kéo Trần Loan Loan vào trong, mới để lại dấu vết kéo lê trên mặt đất. Khi Hạ Oanh Nhiễm nhìn thấy Trần Loan Loan bèn nghĩ ra một kế, kêu người làm Trần Loan Loan bị thương nặng, sau đó để hai mẹ con họ đưa về nhà họ Trần. Đến lúc đó, nhà họ Trần nợ hai mẹ con họ một ân tình, sau đó từ từ làm quen lôi kéo nhà họ Trần. Hạ Oanh Nhiễm không phải thực sự muốn lôi kéo nhà họ Trần, nàng ta chỉ muốn lấy được chút lợi ích, bởi vì, mặc dù Thái tử và nàng ta lại ở bên nhau, nhưng mà ngoài việc cách 5-7 hôm cho vài bạc đồng lẻ tiêu xài, thì không có gì khác. Thái tử cũng là một tên phế vật, sau khi nghe kế hoạch của Hạ Oanh Nhiễm, cảm thấy khả thi, thêm vào việc phế hậu khiến hắn đắc tội Thái phó, đang định làm ra chút thành tích để cho Thái phó xem, bèn đồng ý kế sách của Hạ Oanh Nhiễm. Chương 417, lừa dối. Thế là, đầu tiên bọn chúng giấu Trần Loan Loan ở góc cuối con hẻm, và chỉ sau khi Trần Nguyệt Nhung quay lại và vào nhà, bọn chúng mới cho người giết Loan Loan. Sau khi giết, Hạ Oanh Nhiễm từ bên ngoài trở về và cố tình nói với Trần Nguyệt Nhung rằng nàng ta đã quên đóng cửa và yêu cầu bà ta đóng lại. Vì vậy, Trần Nguyệt Nhung không nói dối, Lão Thái Quân vì lo lắng cho Loan Loan, nên chỉ nhìn thấy Trần Nguyệt Nhung, bà ta tin rằng, nếu chuyện này do mẹ con bọn họ làm, Trần Nguyệt Nhung nhất định phải là chủ mưu. Sau khi nghe câu trả lời của Trần Nguyệt Nhung không có cơ sở, mẹ con nhà họ không có cách nào làm tổn thương Loan Loan, nên hai mẹ con loại trừ khỏi diện nghi vấn. Vì sự loại trừ này, Mộ Dung Khanh và Hạnh Nhi đã đưa ra quyết định sai lầm. Nghiêm Vinh tiếp tục dẫn người ra ngoài điều tra, hỏi người gõ mõ tối hôm đó, hắn nói đã nhìn thấy xe của Nam Hoài Vương tiến vào kinh thành, đi qua đúng lúc trước và sau khi Loan Loan gặp chuyện. Mộ Dung Khanh cũng đến cổng thành kiểm chứng. Đúng là lúc đó Nam Hoài Vương trở về kinh, không hề phô trương, mà len lén dẫn theo vài người về kinh. Bởi vì ngay từ đầu đã nghi ngờ là người của Quý Thái Phi làm, hơn nữa thời điểm Nam Hoài Vương về kinh trùng với thời điểm Loan Loan bị thương,
Mộ Dung Khanh và nhà họ Trần cảm thấy chính là Nam Hoài Vương gây ra. Nhưng nếu không có bằng chứng, không có cách nào bắt người một cách công khai. Tuy nhiên, Hồ Hạnh Nhi lại nói với Mộ Dung Khanh rằng Nam Hoài Vương và Lương Hầu Gia đã đổi ngân phiếu, những tờ ngân phiếu đến giờ vẫn chưa đến Tiền Trang để đổi. Mộ Dung Khanh căn dặn Hồ Hạnh Nhi, nói ả dặn Tiền Trang, nếu có ai mang ngân phiếu đến, thì nói rằng ngân phiếu là giả và không thể đổi được. Nói tới cũng thật trùng hợp, khi Hồ Hạnh Nhi vừa quay về căn dặn trưởng quỹ, và làm sẵn ngân phiếu giả, thì có người mang ngân phiếu của Lương Hầu Gia đến đổi. Hồ Hạnh Nhi đích thân đón tiếp, ả xem tờ ngân phiếu, nó là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất là 1.000 lượng, tổng cộng có 21 tấm, tức là 21.000 lượng. Người đến đổi tiền khiêng theo chiếc hộp, tổng cộng có 6 người, tuy rằng mặc quần áo bình thường, nhưng tất cả đều có khuôn mặt dữ tợn, xem bộ dạng là loại người giết người không gớm tay. Hồ Hạnh Nhi sớm đã chuẩn bị sẵn ngân phiếu giả, bởi vì quê cao hơn một khúc, cho nên, sau khi cầm lấy ngân phiếu đi vào, xác minh cẩn thận, ả ngẩng đầu lên nói, ngân phiếu này, người lấy từ đâu ra? Người đứng đầu hơn 30 tuổi, khuôn mặt ngăm đen, làn da sần sùi, có một vết sẹo mờ từ khóe miệng đến mang tai, Hồ Hạnh Nhi đứng trên bục cao, có thể nhìn thấy ngón tay của hắn bị sơn đen, nghe Hồ Hạnh Nhi hỏi, liền trả lời, làm ăn kinh doanh khách đưa cho. Hồ Hạnh Nhi lau một ít mực trên mặt đất, kiểm tra lại tờ ngân phiếu, sau đó hoàn lại tờ ngân phiếu của ngươi là giả. Có phải người đã bị người khác lừa rồi không? Người đàn ông sửng sốt, cái gì? Giả ư? Hồ Hạnh Nhi nói với trưởng quỹ, hãy ra ngoài và giải thích cho khách hàng hiểu tại sao biết nó là đồ giả. Trưởng quỹ gật đầu, vâng. Trưởng quỹ đi ra ngoài, và yêu cầu người kia ngồi xuống trước, sau đó đóng cửa lại. Trưởng quỹ nói, các hạ, hãy xem tờ ngân phiếu ngài đưa, nó được làm bằng giấy và có đóng dấu đỉnh phong hào của chúng tôi. Hẳn lấy ra một tờ ngân phiếu của đỉnh phong hào để so sánh. Nhưng hãy nhìn kỹ lại, có một sự khác biệt, hình khắc trên tờ ngân phiếu của đỉnh phong hào rất rõ ràng, các góc cạnh đều là hình cung, nhưng ngài có thể xem tờ của ngài, đều là góc vuông không có hình cung, con dấu dưới đáy ngân phiếu của ngài đặc biệt mờ nhạt, và con dấu được đặt không đúng chỗ, và ở đây tô đen. Ô, đây là do bàn tay ngài bị dơ. Cái này không tính, nhưng những gì từ nãy giờ có thể khẳng định, là giả, nếu ngài không tin, có thể mời quan phủ đến kiểm tra, hình chạm khắc giấy chữ con dấu của đỉnh phong hào chúng tôi và thậm chí cả con dấu, cũng đã được phía quản phủ ghi nhận. Người đàn ông cầm lên kiểm tra kỹ lưỡng, quả nhiên phát hiện có điểm khác biệt, hơn nữa sấp ngân phiếu đó, đều có vết đen mờ, do bàn tay của hắn làm dơ. Hồ Hạnh Nhi nói trên quầy, các hạ, có phải người ngoại tỉnh không? Người ở kinh thành rất xảo quyệt. Ngài đã bị khách hàng ngài lừa rồi, ngài nên nhanh chóng đến quan phủ để trình báo vụ việc, nếu ngài cần bọn ta làm chứng, bọn ta cũng có thể đi cùng ngài đến quan phủ. Nam nhân đứng lên, sắc mặt tái nhợt, hai tay đưa lên, thực xin lỗi, đã làm phiền. Nói xong, hắn cầm ngân phiếu, xua tay, rồi dẫn đám người khiêng thùng đi mất. Tiền Trang hoạt động trong dân gian, đều có sức mạnh tại địa phương, nên người này không dám manh động, cũng không nghi ngờ. Không thể có chuyện Tiền Trang của người ta chuẩn bị sẵn ngân phiếu giả ngồi chờ. Hồ Hạnh Nhi thông báo tin này cho Mộ Dung Khanh, và Mộ Dung Khanh nói, vất vả rồi. Không vất vả, tay không lại kiếm được tiền tiên. Hồ Hạnh Nhi cười đáp lại. Còn phía của Lương Hầu Gia, có lẽ Nam Hoài Vương sẽ tới gây chuyện, người hãy báo một tiếng Mộ Dung Khanh nói. Đã báo rồi, Hầu Gia không sợ, vì lúc đó khi đưa ngân phiếu, đã kiểm tra rồi, chắc chắn là ngân phiếu thật. Bên Hầu Gia, Mộ Dung Khanh vốn dĩ muốn hỏi hắn ta có biết giữ mồm giữ miệng không, nhưng thiết nghĩ chuyện này cũng không sợ người khác truy cứu, Nam Hoài Vương sẽ không dám làm âm. Xin Vương gia yên tâm, Hầu Gia bây giờ chỉ là một thương nhân mà thôi. Hồ Hạnh Nhi rất tin tưởng Lương Hầu Gia, trong chuyện làm ăn, ít người có thể đặt lòng tin như vậy. Bên cạnh đó, tay buôn binh khí này đã trực tiếp đột nhập vào Vương Phủ, và tìm thấy Nam Hoài Vương. Nam Hoài Vương đến vào tối hôm qua. Vào cung để thỉnh an Thái Hậu, tay buôn binh khí không tìm thấy Nam Hoài Vương nên đã ngồi đợi trong phòng khách. Quý Thái Phi sợ Mộ Dung Khanh quay về sẽ biết nội tình, nên sai người dẫn tay buôn binh khí đến Thanh Ninh Các. Ai cho phép ngươi đến tận đây? Nếu có việc gì thì ngươi có thể liên hệ riêng. Quý Thái Phi vào thẳng vấn đề. Tay buôn binh khí vừa nghe vậy, thì biết là Quý Thái Phi biết rõ sự tình, nên lạnh lùng ném ngân phiếu ra. Các người lấy ngân phiếu giả trêu đùa ta, chuyện làm ăn này không thành thì thôi. Làm như vậy quả là hiếp người quá đáng, đừng tưởng các ngươi là người của hoàng gia, thì bọn ta sẽ sợ, chuyện này nếu không cho ta lời giải thích,
thì không ai được yên ổn. Quý Thái Phi tức giận nói, ai ra cần phải lừa gạt ngươi chút bạc lẻ này sao? Ngươi đã tới Tiền Trang rồi sao? Hôm nay đi rồi, trưởng quỹ xém tí nữa giao ta cho nha môn, ngươi phải đưa ta ngân phiếu thật, không thì ta sẽ làm lớn chuyện tay buôn binh khí uy hiếp. Quý Phi nương nương kinh ngạc cầm tờ ngân phiếu lên, vừa nhìn thấy ba chữ Đỉnh Phong Hào thì không khỏi nhíu ngươi, Tiền Trang thì không chỉ có duy nhất cái của Hồ Hạnh Nhị, vậy tại sao lại đổi thành Đỉnh Phong Hào? Chẳng lẽ người của Đỉnh Phong Hào đã dở trò? Quý Thái Phi giặng hỏi. Không thể nào, ta nhìn không rời mắt, hơn nữa người ta cũng không biết chúng ta đem tiền đi đổi, bọn họ làm sao có thể chuẩn bị trước ngân phiếu giả. Trước đây ta cũng đã từng đổi qua ngân phiếu của Đỉnh Phong Hào, không hề xảy ra chuyện này. Tay buôn binh khí không phải lần đầu tiên đến Tiền Trang đổi tiền, Đỉnh Phong Hào hắn đã đi đổi nhiều lần, hoàn toàn không gặp phải chuyện này. Do đó, hẳn ta chắc chắn là bọn họ dở trò, mưu đồ lừa đảo. Quý Thái Phi suy nghĩ một hồi, thôi vậy đi, ngươi về trước đi, trong vòng 3 ngày, ai ra sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Tay buôn binh khí không sợ bà ta bỏ chạy, đứng dậy lạnh lùng nói, được, 3 ngày sau ta lại đến, nhưng đống ngân phiếu này, ta phải tính lãi, 3 ngày sau trả gốc lẫn lãi cho ta. Nếu không, hãy đợi đấy. Nói xong, hắn dẫn người rời đi. Quý Thái Phi nổi giận đùng đùng. Mắng Nam Hoài Vương ngu ngốc, sao có thể để cho tên này biết được thân phận thật của bản thân, còn kiếm tới tận đây. Chương 418, khai nhận. Khi Nam Hoài Vương quay về cung, Quý Thái Phi nổi cơn thịnh nộ, Nam Hoài Vương lập tức ra lệnh cho người đi tìm Lương Hầu Gia. Lương Hầu Gia nổi giận, và nói rằng đã kiểm tra nhiều lần khi đưa ngân phiếu. Nam Hoài Vương không điều tra được gì từ phía của Lương Hầu Gia, và cuối cùng kết luận rằng Hồ Hạnh Nhi chính là người đang gây rối. Nhưng mà cũng không thể điều tra từ phía Hồ Hạnh Nhi, bên đó nhất định đã tiêu hủy chứng cứ, làm sao mà để lại manh mối chứ. Cuối cùng, sự thiệt thòi này phải tự mình nuốt thôi. Tuy nhiên, phải đền tiền, hơn 2 vạn lượng bạc, Quý Thái Phi phải lấy ra. Quý Thái Phi mấy năm nay lũng đoạn triều cương, mua chuộc nhân sĩ võ lâm để phục vụ cho bà ta, cũng chẳng còn bao nhiêu ngân lượng. Mấy năm nay Nam Hoài Vương ở Nam Quốc, tuy cũng thâu tóm không ít của cải, nhưng vì chinh binh, thu mua lương thực áo lông binh khí v.v. Tiêu hao rất lớn, sớm đã hết sạch, làm gì mà còn có dư. Quý Thái Phi không còn cách nào khác ngoài việc bán đồ trang sức và đồ cổ để gom đủ cho tay buôn binh khí. Phía bà ta vừa đền xong cho tay buôn binh khí, thì bên đây Loan Loan đã tỉnh lại. Nàng nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó, nói là đã lên xe ngựa của Thái tử, và sau đó xuống xe thì ngất xỉu. Chuyện này, Mộ Dung Khanh không ra mặt, mà để Trần Thái Quân ra mặt. Bà ta chạy thẳng vào trong cung, gặp Hoàng Thái Hậu. Sau khi vào cung, bà ta không nói gì, lấy ra một gói thạch tín đặt lên bàn, Thái Hậu, người hãy ban cho lão nô cái chết đi, lão nô không thiết sống nữa. Hoàng Thái Hậu sửng sốt, vội vàng đi lên phía trước dìu bà ta dậy, ôi chao, lão Thái Quân của ta, ngươi làm sao vậy? Đừng hù ai ra, đã xảy ra chuyện gì? Trần Thái Quân đau lòng nói, Thái tử Điện Hạ bắt cóc cháu gái của thần, làm cho nó còn nửa cái mạng quay về, chuyện này nếu như triều đình không cho lão nô một lời giải thích, hôm nay lão nô sẽ chết trong cung điện này. Thái hậu còn chưa biết chuyện này, nghe xong lão Thái Quân nói xong, thật là tức đến nỗi muốn phun máu, quá đau lòng, thật sự quá đau lòng. Trong cơn tức giận, bà lập tức ra lệnh truyền Thái tử diện kiến. Thái tử nghe Trần Loan Loan tỉnh lại, không hề sợ hãi nói, Hoàng tổ mẫu. Hôm đó Tôn Nhi gặp tiểu thư Trần gia, nhưng Tôn Nhi không có đụng đến ả, ả đi tìm Tiêu Thác, Tôn Nhi cho ả quá giang một đoạn, đến đầu đường Đông Thị thì ả xuống xe, sau đó thì đi mất, sao vậy? Trần Loan Loan đó nói Tôn Nhi hại ả sao? Có phải do ngươi làm không? Nếu ngươi thừa nhận, ai ra hứa chuyện này sẽ không công khai, nhưng nếu ngươi không thừa nhận, một khi ai ra tìm được sự thật, thì ngôi vị thái tử của ngươi cũng đến đây. Hoàng Thái Hậu làm gì mà tin hắn? Lão Thái Quân là trọng thần đương triều, lại có công lao với triều đình, bà ta không thể làm tổn thương những vị lão thần tử này. Thái tử quỳ xuống đất, thề với trời cao, Tôn Nhi xin thề, nếu Tôn Nhi có đâm trọng thương Trần Loan Loan, Tôn Nhi sẽ bị sét đánh. Trần Thái Quân lạnh lùng nói, Thái tử nói thả Loan Loan ở đầu đường Đông Thị, sao lại biết nó bị đâm mà không phải là bị đánh hoặc bị này nọ. Thái tử giật mình, bèn đáp trả, chuyện Trần Loan Loan bị người ta đâm, bổn cung cũng có nghe nói. Hắn chế nhạo nói, bổn cung biết rồi, bởi vì tính của bổn cung nghịch ngợm, cho nên các ngươi đều đổ tội danh không đầu không đuôi cho bổn cung. Trần Thái Quân,
bổn cung dám hỏi ngươi một câu, ngươi tố cáo bổn cung đâm bị thương Trần Loan Loan, có nhân chứng không? Nếu không có chứng cứ mà vu oan cho thái tử đương triều, ngươi có biết tội gì không? Nếu là người khác, thì sẽ bị lời này của hắn dọa cho hoảng sợ, nhưng Trần Thái Quân thì không. Trần Thái Quân mặc dù đang nổi cơn thịnh nộ, nhưng vẫn duy trì khả năng quan sát tinh tường. Bà ta chế nhạo nói, thái tử tiện đường cho Loan Loan đi nhờ một đoạn, nhưng Loan Loan vừa xuống xe chưa đến ba bước thì ngất xỉu, cho dù thái tử ngồi trong xe không nhìn thấy, lẽ ra phu xe cũng phải nhìn thấy, nhưng thái tử lại đành lòng bỏ đi. Bệ hạ, người tưởng lúc đó thực sự không có ai thấy sao? Sau khi Loan Loan ngất đi, thì người của thái tử lập tức kéo nó vào xe ngựa. Vẻ mặt thái tử lộ ra vẻ hoảng sợ, làm sao hắn biết được lúc đó thực sự không có ai nhìn thấy, nhưng Trần Thái Quân đã đưa ra suy đoán dựa trên phản ứng của hắn, hiển nhiên suy đoán này là đúng. Không có chuyện này, nói bậy, thái tử quyết liệt chối bỏ, nhưng ánh mắt bắt đầu né tránh, có thật giật mình, Hoàng Thái Hậu đã nhìn ra. Thái Hậu thấy vừa rồi hẳn nổi giận, thật sự có chút tin tưởng, nhưng hiện tại thấy hắn lộ ra vẻ hoảng sợ còn giả bộ bình tĩnh, thì biết những gì Trần Thái Quân nói là chắc chắn là sự thật 80-90%. Tuy nhiên, bà vẫn không nói gì, ngươi lui ra đi, chuyện này, ai ra sẽ cho người điều tra. Hoàng tổ mẫu, người phải tin tôn nhi thật sự không có làm, tôn nhi xin thề. Thái tử càng hoảng sợ. Đi đi, nếu ngươi vô tội, ai ra sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi, nhưng nếu ngươi có tội, hãy nhớ những gì ai ra nói, địa vị thái tử của ngươi, sắp chấm dứt rồi. Thái hậu điềm tĩnh nói, có rất nhiều tội danh phế bỏ ngôi vị thái tử, trước đó có thể không bị kết tội, tuy nhiên, lần này hắn đã đắc tội Trần gia. Trần Loan Loan là sinh mạng của Trần Thái Quân, nếu chuyện này không được xử lý thỏa đáng, Trần gia sẽ oán trách hoàng gia, triều đình, Trần gia nảy sinh lòng oán trách thì lòng quân cũng oán trách, đây là vết thương chí mạng đối với Đại Chu. Tuy Hoàng Thái hậu người sống trong hậu cung, nhưng bà biết Trần gia là không thể đắc tội. Thái tử lo lắng đứng dậy. Trong lòng suy nghĩ rốt cuộc Hoàng Thái Hậu có thể tìm ra sự thật hay không, nếu lúc đó có người nhìn thấy, chắc chắn bản thân sẽ không thoát tội. Hơn nữa, nếu chuyện này Thái Phó biết được, Thái Phó hẳn là càng thêm thất vọng về hắn, nghĩ đến đây hắn liền quỳ xuống khóc lóc, Hoàng Tổ Mẫu, chuyện này không liên quan gì đến Tôn Nhi, chính là Hạ Oanh Nhiễm, Tôn Nhi đã đem Trần Loan Loan giao cho Hạ Oanh Nhiễm. Lòng Hoàng Thái Hậu đau như bị dao cắt, vô cùng tức giận, tay cầm chiếc tách trên bàn ném qua. Chúng vào đầu thái tử, tức giận nói, hoang đường, hoang đường. Thái tử sợ tới mức mặt ngươi tái mét, không ngừng van xin, Hoàng Tổ Mẫu, xin người nguôi giận, Tôn Nhi chỉ muốn trêu đùa ả, không ngờ ả lại bị thương, nhất định là Hạ Oanh Nhiễm làm. Ngôn tình tổng tài. Trần Thái Quân nghe vậy, chắp tay nói, Thái Hậu, oan có đầu nợ có chủ. Nếu là Hạ Oanh Nhiễm làm bị thương Loan Loan, thì lão nô xin phép đi tìm Hạ Oanh Nhiễm, còn thái tử, thì nghịch ngợm như thế nào cũng phải có người quản lý, lão nô xin cáo lui. Trần Thái Quân không can dự vào chính sự, thái tử sẽ không vì Trần gia mà bị mất ngôi, nếu không, Trần gia sẽ là tâm điểm của vấn đề, sẽ không còn có thể như trước nữa, không màng thế sự, thích thì can thiệp, không thích thì cứ mặc kệ. Tuy nhiên, câu nói nghịch ngợm như thế nào cũng phải có người quản lý đã định sẵn lần này thái tử không dễ dàng được tha thứ, trên thực tế chính là muốn ám chỉ thái hậu, thái tử chính là kẻ bày chuyện. Nếu người không xử lý, Trần gia sẽ không phục. Thái hậu đương nhiên nghe thấy Trần Thái Quân bội phục, bà không dám dễ dàng xúc phạm đến nhà họ Trần, triều đình và hoàng thất, nhà họ Trần mấy năm nay cũng rất an toàn, canh giữ, đây là một con sư tử tự nguyện ngủ. Tốt nhất là đừng xúc phạm bà ta. Sau khi Trần Thái Quân rời đi, Thái hậu ngồi trên ghế, chống tay lên trán, nhìn tên thái tử vô dụng trước mặt, trong lòng có vô vàn đau buồn, tại sao lại chọn tên vô dụng này? Ngươi chọc giận ai không chọc, ngươi đi chọc giận Trần gia, ngươi thật sự cho rằng mình toàn năng sao? Hồ đồ, ngươi có biết, giang sơn của nhà Mộ Dung chúng ta yên ổn như vậy, là công lao của ai không? Nếu không có những vị võ tướng này, sớm đã tan nát rồi. Chương 419, cướp tiền. Lần này thái tử hành động một mình mà không có hoàng hậu và thái phó làm hậu thuẫn, hắn lại hành động một mình, sau khi thú nhận sự việc thì hắn mất hết chủ ý. Chỉ biết câu xin Thái hậu tha cho hắn và xin Thái hậu đừng làm lớn chuyện này. Thái hậu nhìn hắn không chút lòng tự trọng, thân là thái tử khóc lóc thê lương, chỉ cầu xin tha thứ không chịu nhận sai, ngay cả chút phong thái hoàng gia cũng không có, đúng là đồ vô dụng, vô dụng. Ngay cả diễn kịch ngươi còn không biết, ngôi vị thái tử này, ngươi đủ bản lĩnh ngôi sao? Giang sơn của tổ tiên, sao có thể giao vào tay ngươi?
Thái hậu chua xót nói. Tôn Nhi không dám nữa, xin đừng nói với Hoàng Thúc, cũng đừng nói với Thái Phó. Thái tử khóc lóc. Thái hậu thực sự muốn tát cho một cái, bà đứng dậy, có chút choáng váng, Tôn Công Công vội vàng đỡ bà, Thái hậu nguôi giận. Thái hậu chậm rãi ngồi xuống, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ, không được, vị thái tử này không được, nếu như ngai vàng rơi vào tay hắn, sớm muộn gì cũng phá nát cơ nghiệp của tổ tiên. Cút về Đông Cung, không có ý chỉ của ai ra, không được ra ngoài, không được gặp ai, ngay cả Thái Phó cũng không. Thái hậu răn đe. Dạ, dạ, Tôn Nhi sẽ đi ngay. Thái tử sợ bà mở miệng, lại nói phế thái tử. Ngươi đừng vui mừng, chuyện này nhất định phải nói cho Hoàng Thúc của ngươi biết, xử trí ngươi như thế nào, để cho Hoàng Thúc ngươi quyết định. Thái hậu lạnh lùng nói. Hoàng tổ mẫu. Cút, Thái hậu đập bàn gào lên. Thái tử biết bà đang nổi cơn thịnh nộ, nghe không lọt tai bất cứ điều gì, nên đành rời đi. Sau khi thái tử rời đi, Thái hậu đau lòng nhìn Tôn Công Công, ai ra chỉ lo đất nước này sớm muộn gì cũng mất vào tay hắn. Tôn Công Công ậm ừ, Thái hậu đừng lo lắng, chuyện của triều đình giao cho vương gia giải quyết. Không, không, Thái hậu xua tay, ai ra nhân lúc hoàng đế còn tỉnh táo, phải đi nói với hoàng đế mới được. Vẫn là không nên để cho hoàng thượng bận tâm, ngài đang dưỡng bệnh không được chịu đả kích, Tôn Công Công nói. Không, phải để cho nó biết. Sau khi Thái hậu nói xong, liền sai người chuẩn bị kiệu, khởi giá đến Hy Vi Cung. Thật là họa vô đơn chí, ngay khi Thái hậu tiến vào Hy Vi Cung, liền thấy ngự y vội vàng chạy ra, nhìn thấy Thái hậu liền vội vàng nói, Thái hậu, bệnh tình của Hoàng thượng đang nguy cấp. Thái hậu lòng nặng trĩu, cái gì? Bà nhanh chóng bước vào, và nhìn thấy một vị ngự y khác đang túc trực bên giường, Hoàng đế mặt ngươi tái mét, hô hấp khó khăn, người vẫn tỉnh táo nhưng mắt trợn tròng, có thể đánh mất ý thức bất cứ lúc nào. Thái hậu đột nhiên không giữ được bình tĩnh, chuyện này, làm sao bây giờ? Các ngươi mau nghĩ cách đi. Tất cả phương pháp thần đều đã thử qua, thật sự hết cách rồi. Ngự y quỳ trước mặt bẩm báo. Lục Công Tông nói, Thái hậu, có nên cho Vương Phi vào cung xem không? Không, không được, Thái hậu cự tuyệt, tuyệt đối không được. Lộ Công Công nói, Thái hậu nương nương, chúng ta không thể đứng đây nhìn Hoàng thượng xảy ra chuyện được, chẳng lẽ người không tin Vương Phi sao? Thái hậu nhìn hoàng đế đang nằm thoi thóp, trong lòng đau như dao cắt, ngồi xuống giường nắm tay hoàng thượng, Hoàng Nhi, mẫu hậu đến rồi, con nhất định phải cầm cự. Hoàng đế mở mắt ra, cố gắng nhìn Thái hậu, thở hổn hển nói, mẫu hậu, trẫm e rằng không được. Đừng nói nhảm, đừng nói nhảm, Thái hậu bi thương, khóc lóc nói, con có muốn để Nhiếp Chính Vương Phi vào cung khám bệnh cho không? Nếu con đồng ý, ai ra lập tức hạ chỉ. Không, hoàng đế phát ra tiếng ho khò khè. Hô hấp giống như máy hút, khiến người ta không cách nào bắt được âm thanh. Lộ Công Công và Bao Công Công đang hầu hạ ở bên cạnh cùng quỳ xuống, dầu dĩ nói, Hoàng thượng, Vương Phi y thuật cao minh, hay cho nàng vào cung trị chẩn bệnh cho người đi. Không, Hoàng đế phản đối lần nữa, lần này hơi thở càng nặng nhọc, sắc mặt tái đến nỗi như màu gan lợn, gần như sắp nứt hơi. Trong ngôi nhà dân ở đầu đường Đông Thị Kinh Thành, Hạ Oanh Nhiễm đã thuê một tứ hợp viện ở đây. 100 lượng bạc đã tiêu hết từ lâu, sau đó Trần Nguyệt Nhung lại tìm đến nàng ta, chi tiêu của hai mẹ con chỉ có thể dựa vào Trần Nguyệt Nhung ra ngoài tìm nam nhân bên đường giúp đỡ. Nàng ta tuy rằng nói đang quay lại thái tử, nhưng trong lòng nàng biết mình không thể làm thái tử phi, cho nên nhất định phải trang hoàng bản thân, giữ lấy trái tim của thái tử, tốt nhất có thể sinh được một đứa con, ngay cả khi không thể vào cung, ít nhất cũng có thể làm một phu nhân tự tại. Chỉ có cách này, mới là dự tính tốt nhất. Dù gì, thì nàng ta cũng không thể lấy ai được nữa, không ai chịu lấy nàng, con gái của một tội thần. Nàng ta rút ví tiền của Trần Loan Loan ra, trong đó có chút ngân lượng vụn và ngân phiếu là 300 lượng, là ngân phiếu của đỉnh Phong Hào, đương nhiên nàng ta sẽ không ngốc đến nỗi bây giờ đi đổi. Có mấy món đồ trang sức, đều là đồ tốt, sau nhiều năm làm thiên kim trong gia đình Tương Phủ, dĩ nhiên nàng ta phân biệt được đâu là hàng rẻ, đâu là hàng tốt. Đôi bông tai, đồ trang sức và vòng tay này trị giá hàng trăm lượng, có thể cho nàng ta tiêu xài trong vòng một năm. Nàng ta giấu những thứ này lại, nghe được âm thanh bên ngoài, nàng ta mở cửa bước ra ngoài, tiền thưởng của Trần gia cho đâu? Mẹ phải chia cho con một nửa. Trần Nguyệt Nhung không vui nói, cho cái gì? Chi tiêu hiện tại đều là ta ra hết. Mẹ mới chi tiền được bao lâu? Nhà này là con thuê, nếu không có con, ngay cả chỗ để tá túc mẹ còn không có. Hạ Oanh Nhiễm lạnh lùng nói.
Chúng ta là mẹ con, sao con nói khó nghe vậy? Con có phải trả tiền nhà không? Tiền nhà tháng này là do mẹ trả, con ăn con mặc đều do mẹ mua. Hơn nữa, tiền mà rơi vào tay con cũng không biết tiết kiệm, chúng ta đang ở trong hoàn cảnh gì rồi, con còn mua nhiều son phấn như vậy, mua thì cũng thôi, còn là hàng thượng đẳng, đủ cho chúng ta chỉ tiêu một tháng. Mẹ đừng nói như toàn bộ là công lao của mẹ, tháng này tiền của Thái tử Điện Hạ cho đều không phải dành để chỉ tiêu sao. Hôm trước con mới mua gạo, còn mua thịt, mặc kệ, mẹ phải chia một nửa cho con cũng có góp công sức. Hạ Oanh Nhiễm dãy nãy. Không cho, không cho, Trần Nguyệt nhưng tức giận nói. Hạ Oanh Nhiễm hầm hầm nói, nếu mẹ không cho, thì dọn đi. Người, Trần Nguyệt nhưng giận điên người dám đối xử với mẹ ngươi như vậy sao? Mẹ sinh người nuôi dưỡng người bao nhiêu năm, người báo đáp ta như vậy sao? Đừng nói nghe hay ho như vậy, người nuôi con không phải là mẹ chỉ sinh con ra thôi, đợi con chết rồi, trả thi thể cho mẹ là được, nhưng ngân lượng phải cho con một nửa. Trần Nguyệt nhung xắn tay áo lên một cách vô thức và đi vào trong, đừng có mơ. Thấy bà ta nhất quyết không đưa, Hạ Oanh Nhiễm bước tới chộp lấy tay, hằn học nói, mẹ định nuốt chửng một mình sao? Nếu không có con, thì mẹ một xu cũng không có. Ngươi nói sằng bậy, người là ta phát hiện, cũng là ta kêu người khiêng về, ngươi chỉ đi cùng thôi, dựa vào đâu mà đòi chia một nửa. Cút ra! Trần Nguyệt Nhung xô nàng ta ra. Mẹ tưởng là công lao của một mình mẹ sao? Hừm, mẹ xem con dao ở trong phòng củi, nếu không phải con đâm ả, thì mẹ tưởng mẹ có thể nhặt được 50 lượng sao? Hạ Oanh Nhiễm thẳng thừng đáp trả. Trần Nguyệt Nhung nắm lấy tay, kinh ngạc nhìn nàng ta, người nói cái gì? Là ngươi đâm sao? Ngươi bị điên rồi sao? Nó là người của Trần gia đó. Chương 420, thà giết ta đi. Hạ Oanh Nhiễm ậm ừ, Trần gia thì sao? Người của nhà họ Trần thì không được đụng sao? Trước đây con cũng là thiên kim của tướng phủ, bây giờ không phải là đống cát bẩn bị người khác dẫm đạp sao? Trần Nguyệt Nhung khó chịu, người không sợ người của Trần gia tìm đến sao? Người nghĩ lão thái bà của Trần gia dễ ăn hiếp sao? Tìm đến à? Hạ Oanh Nhiễm tỏ vẻ thờ ơ, bà ta có chứng cứ gì? Thái tử khi đó cũng ở đây, bà ta dám động đến Thái tử Điện Hạ sao? Trần gia của bà ta có gì ghê gớm chứ? Cũng chỉ là bọn cậu quan ăn bổng lộc của hoàng gia. Nói trắng ra, Trần gia là con chó của nhà Mộ Dung, chó gác cửa, chỉ có giá trị trong các cuộc chiến, bây giờ Thái Bình thịnh trị, ai còn dòm ngó tới bà ta. Trần Nguyệt Nhung lắc đầu nói, ngươi quá ngây thơ, được, nếu ngươi muốn lấy một nửa, ta chia một nửa cho ngươi, ta dọn đi. Bà ta không thể đợi Trần gia đến tính số mới đi, lúc ấy còn đi được sao? Hạ Oanh Nhiễm rất muốn bà ta đi, cút cút cút. Mau thu dọn đồ đạc của bà cút ngay, để lại ngân lượng. Trần Nguyệt Nhung lấy ra 20 lượng ném xuống đất, chỉ có 20 lượng, người lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Đồ vô dụng, sớm muộn bà cũng điên vì nghèo. Hạ Oanh Nhiễm nhặt ngân lượng tăng hắng một tiếng và trở về phòng. Trần Nguyệt Nhung thu dọn đồ đạc của mình, bà ta đã có chỗ để đi, bà ta có quen biết một người nam nhân, và ở với nhau được một khoảng thời gian, nam nhân đó là tên đồ tể, đã chết vợ. Kêu bà ta dọn qua ở cùng, lúc ấy trên nhà của hắn không đẹp, bây giờ xem ra chỉ có thể qua đó ở tạm, sau này tìm được chỗ khác tốt hơn thì dọn. Bà ta bước tới cửa, nghĩ một hồi, quay lại gõ cửa phòng của Hạ Oanh Nhiễm, người có muốn khi cùng ta không? Không làm phiền bà tìm nam nhân, đi đi giọng của Hạ Oanh Nhiễm vọng ra từ trong phòng, không thiếu sự khinh thường. Sao ngươi có thể nói chuyện như vậy? Ta không phải vì kiếm chút tiền sinh hoạt sao? Trần Nguyệt Nhung tức giận. Ta không nhận nổi, bà đi đi Hạ Oanh Nhiễm đương nhiên sẽ không đi cùng bà ta, thật ra, bà ta đi càng tốt, sẽ không cản trở nàng ta, số tiền này đủ để nàng ta mua hai nha hoàn hầu hạ. Trần Nguyệt Nhung nói, ngươi thật sự không sợ Trần gia tìm đến ngươi sao? Bà ta đứng một hồi, bên trong cũng không có phát ra âm thanh, Trần Nguyệt Nhung khịt mũi, tốt nhất không sao cả, nếu không ta sẽ không quay lại dọn xác cho ngươi đâu. Một cái cốc bay ra từ cửa sổ, rơi xuống mặt đất vỡ thành nhiều mảnh. Kèm theo giọng nói tức giận của Hạ Oanh Nhiễm, bà muốn đi thì cút ngay, ta sống chết không cần bà lo, bà hãy nhớ kỹ, bà bước ra cánh cửa này, thì sau này làm ăn xin cũng đừng quay về tìm ta, lúc ta giàu có, bà đừng mong về ăn của ta. Trần Nguyệt Nhung nổi giận đùng đùng, được, được, ta đi, nếu ta không phải là mẹ ngươi, có cần xuống nước nghĩ cho ngươi như vậy không? Để ta xem ngươi tài giỏi đến mức nào, nhưng mà ngươi hãy nhớ lấy, nếu ngươi phải đi xin ăn, đến trước cửa nhà ta. Ta vẫn sẽ cho ngươi một miếng cơm.
Nói xong, liền xách bao nải nhanh chóng rời đi. Hạ Oanh Nhiễm cười chế nhạo, xin ăn đến trước cửa nhà bà. Bà nghĩ rằng bà thực sự có thể sống với tên đồ tể đó cả đời không? Khi bà già nua xấu xí, tên đó còn không vứt bà đi sọt rác. Nàng ta lấy ngân phiếu ra đếm lại lần nữa, trong lòng nghĩ xem nên xài số ngân lượng này như thế nào. 10 lạng bạc có thể mua được một đứa nha hoàn thông minh, dùng tiếp 20 lạng mua một tên tiểu tư cường tráng, thường mức giá này. Sẽ duy trì trong 5 năm, rồi sắm sửa đồ đạc trang hoàng nhà cửa, sắm sửa quần áo đẹp, tuy không phải tiểu thư quyền quý, nhưng cũng phải làm miếng ngọc đẹp. Nhìn dung mạo trong gương, tuy rằng trên mặt có vài vết sẹo mờ, hơi tàn phai một chút, dung mạo cũng không tệ, ít nhất, nhìn cũng đẹp hơn nhiều so với những cô tiểu thư nhà khác, với làn da này, thêm một chút ngoan ngoãn. Ít ra có thể dụ được thái tử trong 2-3 năm, nếu như lúc đó sinh được con cho nhà Mộ Dung, địa vị của nàng ta cũng không cần phải lo. Vui vẻ nghĩ ngợi, nàng ta không khỏi mỉm cười đắc chí. Có tiếng dâm trước cửa, nàng ta đứng dậy, giận sôi sục, trước khi mở cửa còn chưa nhìn rõ mặt đối phương thì đã chửi té tát, bà còn chưa cút đi sao? Mau cút đi, đừng quay lại làm phiền ta. Nàng ta chưa nói xong, thì một thanh kiếm dài đã chĩa thẳng vào trán. Khiến nàng ta phải liên tục lùi lại, nàng ta giơ hai tay lên, nhìn 12 vị tướng Trần gia từ cửa bước vào, sau lưng, chính là đương gia của Trần gia lão Thái Quân. Mấy người muốn làm gì? Hạ Oanh Nhiễm hoảng sợ, nhưng nghĩ đến chuyện đó không ai biết, thái tử càng không nói ra, nàng ta lập tức lấy lại vẻ tự tin, mấy người tự ý xông vào nhà dân, ta có thể báo quan bắt mấy người. Trần Thái Quân dùng một chân đá vào cửa, động tác nhanh lẹ, không hề bộc lộ chút chậm chạp do tuổi tác. Bà ta đi tới trước mặt Hạ Oanh Nhiễm, đôi mắt sắc lạnh như hai mũi tên băng giá, thái tử nói, là ngươi đã làm cho Loan Loan nhà ta bị thương, phải không? Ăn nói hàm hồ, ta không có làm. Hạ Oanh Nhiễm cho rằng thái tử sẽ không bán đứng nàng ta, một khi hắn thừa nhận, chuyện này hắn cũng thoát khỏi trách nhiệm. Chính hai mẹ con ta đã cứu Trần Loan Loan, Trần gia bà muốn lấy ân báo oán sao? Lấy ân báo oán, Trần Thái Quân cười nhạt, bọn ta ân oán đều báo. Bà ta nói xong, liền ra lệnh, lục soát, lật tung chỗ này. 12 vị tướng quân nhanh chóng đi vào, chưa được bao lâu, họ đã mang theo ví và đồ trang sức của Trần Loan Loan ra, Trần Hổ tìm được một con dao trong phòng củi, trên con dao vẫn còn vết máu. Mọi thứ đều được vứt hết xuống đất, sắc mặt Hạ Oanh Nhiễm đột nhiên tái nhợt, không phải tôi làm, phòng đó cũng không phải của tôi, là của mẹ tôi. Loan Loan bị đâm 8 nhát, Trần gia bọn ta cũng không ăn chặn của ai. Trả cho ngươi 8 nhát, sau đó đem ngươi đi cứu chữa, nếu ngươi sống sót, do mạng ngươi tốt, còn ngược lại, do ông trời cũng không dung tha ngươi. Trần Thái Quân chậm rãi giơ tay lên, sau đó buông xuống, ra hiệu. Mấy ngươi, đừng qua đây, không phải ta làm, là thái tử, mấy người đi tìm thái tử, ăn hiếp một đứa nữ nhi yếu ớt như ta làm gì. Hạ Oanh Nhiễm gào thét đáp trả, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Trần Hổ căm hận nhìn ả ta. Sau đó quay lại nhìn Trần Thái Quân, tổ mẫu, 8 nhát này, cháu đề nghị đều chém vào mặt, chúng ta không nên lấy mạng của ả, coi như cho ả con đường sống, tổ mẫu thấy thế nào. Trần Thái Quân cảm thấy lời đề nghị của Trần Hổ rất hữu dụng, được, cứ làm theo lời cháu, ta lớn tuổi rồi, không muốn thấy máu, ta ra ngoài xe chờ. Nói xong, liền đi ra ngoài, gương mặt nghiêm nghị, vẫn còn toát lên vẻ oai phong của nữ tướng quân anh hùng lẫm liệt. Bà ta leo lên xe ngựa. 11 vị tướng quân của Trần gia cũng đi ra ngoài, đứng bên cạnh xe ngựa, nghe tiếng hét chói tai từ bên trong truyền ra, tiếng hét làm người xung quanh hoảng hốt, ai nấy đều bu quanh xem. Trần Long chắp tay, các vị thúc bác huynh đệ, đại cô đại tẩu, đây là chuyện thủ oán cá nhân của chúng tôi. Các vị có thể xem, nhưng đừng can thiệp. Sẽ không ai can thiệp, Hạ Oanh Nhiễm dù mới chuyển đến không lâu, nhưng ngày thường ả ta đã kiêu ngạo, đắc tội hàng xóm, không được lòng mọi người. Giờ ai nhìn vào cũng thấy mát lòng mát dạ. Trần Hố hành sự rất chu đáo, khuôn mặt nhỏ nhắn thêm 8 nhát dao, là một công việc đòi hỏi sự khéo léo, vừa phải tránh ngũ quan, vì vậy, 8 nhát khắc lên trên mặt, thì Hạ Oanh Nhiễm liền trở thành con mèo xấu xí. Trần Hổ bôi thuốc cầm máu cho ả ta rất cẩn thận, bảo đảm ả ta không chết vì mất máu quá nhiều, Hạ Oanh Nhiễm ngất đi trong đau đớn, sau khi tỉnh dậy, người của Trần gia đã bỏ đi, và còn chu đáo đóng cửa lại, không cho người bu quanh. Ả loạng choạng đứng dậy, xông vào nhìn mặt của chính mình, gào lên trong nước mắt, thả giết ta đi, thả giết ta đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.